Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 122. Long Trần hơi sửng sốt, sau đó mừng rỡ, run giọng nói, Chu Lũng đại nhân, ta, nhà họ Long ta có thể gia nhập Đại Chu sao? Chu Lũng gật đầu, bình tĩnh nói, tất nhiên có thể, chuyện này chỉ cần bệ hạ gật đầu là được, vừa hay ta có thể nói mấy câu với bệ hạ. Diệp Quân. Chu Phạn hơi nhức đầu. Chu Lũng lại nói, nhưng ngươi cũng biết, chuyện này còn cần phải xử lý. Bệ hạ rất yêu thích bảo vật quý hiếm, nhà họ Long ngươi. Long Trần vội vàng gật đầu, ta hiểu, nhà họ Long ta mấy năm gần đây vẫn tích góp được một chút, bọn ta đưa toàn bộ cho bệ hạ. Chu Lũng khẽ gật đầu, không nói gì. Diệp Quân ở một bên không nhịn được nữa cười khẩy. Chu Phạn lườm Diệp Quân. Diệp Quân càng cười tươi hơn. Lúc này, một trưởng lão nhà họ Long ở một bên đột nhiên nói, lão tổ, Đại Chu cũng thuộc thư viện, viện trưởng mới là lão đại, sao chúng ta không? Lão đại cái giám. Chu Lũng đột nhiên giễu cợt nói, viện trưởng chỉ là một linh vật mà thôi, hắn chả biết cái gì cả. Nụ cười trên mặt Diệp Quân dần biến mất. Trưởng lão nhà họ Long kia hơi do dự sau đó nói, viện trưởng lập ra quan huyên pháp, hình như mọi người đều phải tuân theo quan huyên pháp. Chu Lũng nhìn trưởng lão nhà họ Long đang nói chuyện kia, cười khẽ, được. Nhà họ Long nếu muốn gia nhập vũ trụ quan huyên, hoàn toàn có thể, chỉ cần các ngươi muốn gia nhập vũ trụ quan huyên, ta có thể sắp xếp các ngươi vào nội các, Diệp Quân vẫn phải nể mặt ta. Nụ cười trên mặt Diệp Quân hoàn toàn biến mất. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, trên mặt dần lộ ra nụ cười. Long Trần vội nói, nhà họ Long chúng ta không muốn vào nội các. Ngay cả chó còn không muốn vào, chúng ta muốn gia nhập Đại Chu thôi. Diệp Quân. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó một ông lão chậm rãi đi vào. Ông lão mặc một bộ áo bào màu đen, không giận mà uy. Thấy ông lão kia, Chu Lũng vội vàng nghênh đón, vẻ mặt cung kính, Trần Khâu đại nhân. Trần Khâu khẽ gật đầu, ông ta quay đầu nhìn Diệp Quân và Chu Phạn, là bọn họ ra tay với Đại Chu chúng ta à? Chu Lũng vội nói, đúng vậy, người đàn ông này chính là người lúc trước giết Chu viện chủ, bây giờ đang bị truy nã, không ngờ hắn lại dám tự chui đầu vào lưới. Vừa nói, ông ta vừa chỉ Chu Phạn, còn cô ta chính là người mà người đàn ông này tìm tới giúp. Trần Khâu xoay người nhìn về phía Chu Phạn và Diệp Quân, thấy hai người bình tĩnh như vậy, ông ta nhíu mày, ở nơi này nghe thấy hai chữ Đại Chu còn có thể bình tĩnh như vậy thì rất ít, chắc là có chỗ dựa. Nghĩ đến đây, Trần Khâu không khỏi càng cẩn thận hơn, ông ta nhìn Diệp Quân, người giết Chu viện chủ à? Diệp Quân gật đầu. Trần Khâu nhìn chằm chằm Diệp Quân, lá gan người cũng không nhỏ, ngay cả người Đại Chu mà cũng dám giết. Diệp Quân nhìn Trần Khâu, sau đó nhìn về phía Chu Phạn, sắc mặt Chu Phạn u ám, người có cấp bậc gì? Trần Khâu hơi nhíu mày, cấp bậc. Chu Phạn híp mắt lại, một khắc sau, một uy lực bao phủ Trần Khâu, uy áp cường đại khiến Trần Khâu quỳ xuống. Thấy cảnh này, người trong sân đều kinh hãi. Long Đại bên cạnh cũng mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu Phạn, thì ra thực lực của sư mẫu lại kinh khủng như vậy. Long Trần và nhóm cường giả nhà họ Long cũng bị thực lực đáng sợ của Chu Phạn làm cho kinh sợ, bọn họ khó tin nhìn Chu Phạn, nhất thời không biết làm sao. Sau khi Trần Khâu quỳ xuống, ông ta sửng sốt, ông ta không ngờ bản thân ngay cả sức đánh trả cũng không có. Thực lực thật kinh khủng. Trần Khâu ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phạn, tức giận nói, ngươi là ai? Ngươi có biết ta chính là giám sát viên của Đại Chu, phụ trách tuần tra các nơi, có chức vụ trong người, ngươi dám động vào ta, chính là động vào Đại Chu. Giám sát viên. Sắc mặt Chu Phạn lập tức lạnh lùng, đây là bộ phận mà cô ta lập cách đây không lâu. Mục đích chính là dò xét vũ trụ quan huyên, kiểm tra nghiêm ngặt những kẻ phạm pháp, cô ta không ngờ người tuần tra lại là loại người như vậy. Trần Khâu đột nhiên bóp nát một lá bùa, ngay sau đó ông ta căm tức nhìn Chu Phạn, quân thần sách của Đại Chu sẽ lập tức tới, lúc đó sẽ diệt 10 tộc nhà ngươi. Chu Phạn nhìn chằm chằm Trần Khâu, quân thần sách là quân đội riêng của Hoàng thất Đại Chu, chỉ nghe lệnh nữ hoàng, một giám sát viên nhỏ bé như ngươi sao có thể điều động. Ngươi! Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền tới một khí tức kinh khủng. Ngay sau đó, bên ngoài đại điện nhà họ Long,
thời không nứt lìa, một tên cường giả mặc áo giáp màu vàng đậm chậm rãi đi ra. Quân thần sách. Gọi được thật kìa. Diệp quân. Lúc này Chu Phản cũng sửng sốt. Khi thấy tên cường giả quân thần sách kia, Trần Khâu vô cùng mừng rỡ, vội nói, nhị thúc, cứu ta. Tên cường giả quân thần sách kia chậm rãi đi về phía đại điện, sắc mặt ông ta vô cùng âm trầm, ta muốn xem ai dám động vào đại chu. Nói tới đây, Chu Phản chậm rãi quay người sang. Khi nhìn thấy Chu Phản, vẻ mặt tên cường giả quân thần sách kia cứng lại, giọng nói cũng ngừng, cơ thể ông ta đột nhiên bắt đầu run rẩy. Chu Phản nhìn chằm chằm ông ta, không nói gì. Trần Khâu bên kia tức giận chỉ vào Chu Phản, nhị thúc, chính là cô ta sỉ nhục đại chu ta. Câm miệng. Tên cường giả quân thần sách đột nhiên gầm lên một tiếng, tiếng gầm khiến Trần Khâu choáng váng, điều khiến ông ta càng bối rối hơn là tên cường giả quân thần sách chậm rãi quỳ xuống trước mặt Chu Phản, run giọng nói, bệ hạ. Bệ hạ. Vừa dứt lời, đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Vẻ mặt Trần Khâu hoảng sợ nhìn Chu Phản đứng cách đó không xa, lúc này ông ta như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Mà đám người Long Trần cũng chết lặng. Trong sân im lặng như chết. Long Đại mở to hai mắt khó tin nhìn Chu Phản. Đại Chu còn có vị bệ hạ nào khác ngoài vị Chu Phản bệ hạ kia? Hơn nữa càng suy nghĩ, cô ta nhìn về phía Diệp Quân, sư phụ cô ta và vị bệ hạ này thân mật như vậy chỉ có một cách giải thích. Lúc này Long Đại cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ. Diệp Quân nháy mắt với cô ta, khẽ mỉm cười. Long Đại. Chu Phản nhìn chằm chằm tên cường giả quân thần sách đang quỳ trước mặt, người khiến ta rất bất ngờ đấy. Tên cường giả quân thần sách quỳ trên đất kia run lẩy bẩy. Chu Phản nhìn Trần Khâu ở bên kia, ta đang bảo sao loại người này có thể trở thành giám sát viên, chắc là nhị thúc ngươi cũng bỏ ra không ít công sức nhỉ. Mặt tên cường giả quân thần sách kia không còn chút máu, vô cùng sợ hãi. Chu Phản đột nhiên nói, người đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, một người áo đen xuất hiện sau lưng Chu Phản. Chu Phản nói, dẫn bọn họ đi, điều tra kỹ, còn nữa, từ giờ trở đi, bảo toàn bộ quân thần sách và quân cận vệ lập tức trở về Đại Chu, không có lệnh của ta không được phép rời khỏi Đại Chu. Người áo đen cung kính hành lễ, tuân lệnh. Vừa nói, người đó vừa dẫn tên cường giả quân thần sách quỳ trên đất và đám người Trần Khâu đi. Long Trần và đám cường giả nhà họ Long lúc này sụi lơ trên đất. Xong rồi. Mọi thứ đều xong rồi. Mặt Long Trần xám xịt. Chu Phản kéo Long Đại đến trước mặt, khẽ cười, nếu ngươi là đệ tử của hắn thì cũng là đệ tử của ta, tới Đại Chu với ta đi. Tới Đại Chu. Nghe thấy lời của Chu Phản, cha Long Đại là Long Vân lập tức mừng rỡ, ông ta biết, đây là cơ hội ngàn năm có một của Long Vân, ông ta vội nói, nhà đầu, mau đồng ý đi. Long Đại tất nhiên biết, lập tức vội gật đầu, được ạ. Chu Phản khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Long Trần cách đó không xa, Long Trần run giọng nói, bệ hạ. Chu Phản nói, dẫn đi. Vừa nói xong. Một tên cường giả thần bí xuất hiện sau lưng Long Trần sau đó dẫn ông ta đi. Chu Phản quay đầu nhìn về phía Diệp Quân nói, còn có một việc nữa. Chu Phản khẽ gật đầu, được. Vừa nói, cô ta nhìn về phía Long Đại, ngươi từ biệt người nhà trước đi, sau đó ta và sư phụ sẽ tới đón ngươi. Long Đại vội gật đầu, được. Diệp Quân nhìn Long Đại cười nói, đến lúc đó, sau khi tới Đại Chu. Hãy theo sư mẫu học tập thật tốt. Long Đại vội gật đầu, được, sư phụ. Nói xong, cô ta vội ngừng lại, rồi cười mỉa mai, soái ca có nghĩa là rất đẹp trai. Diệp Quân vỗ đầu cô ta, sư phụ đã từng ở hệ Ngân Hà rất lâu. Nói xong, hắn kéo Chu Phản xoay người rời đi. Long Đại ở đó vẻ mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh trên mặt cô ta lộ ra nụ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lúc này, Long Vân ở một bên đột nhiên nói, Đại Nhi, không phải bệ hạ là vợ của viện trưởng sao? Long Đại nhìn Long Vân, trợn mắt, cha người còn chưa nhìn ra sao? Long Vân hơi nhíu mày, nhìn ra cái gì? Long Đại vỗ trán cha, con nghi ngờ không biết con có phải con ruột của người không nữa. Vẻ mặt Long Vân cứng đờ,
sau đó vẻ mặt đột nhiên hơi hốt hoảng. Long Đại lại nói, dám cầm tay bệ hạ, trừ vị kia thì còn có thể là ai? Long Vân nhất thời hiểu ra, hắn chính là viện trưởng, ông ta đột nhiên mừng rỡ. Viện trưởng. Con gái mình chính là đệ tử của viện trưởng. Chết tiệt. Long Vân hưng phấn hô tay múa chân, những cường giả nhà họ Long kia cũng mừng như điên. Nhà họ Long sắp vực dậy rồi. Long Đại chậm rãi đi đến của đại điện, cô ta nhìn về phía chân trời, hơi cảm khái, cô ta cũng không ngờ bản thân tùy tiện gặp được một người ở dưới lại chính là viện trưởng thư viện Quan Huyên. Ở một nơi sau núi, một cô gái đang vung kiếm trong tay, mỗi lần vung kiếm, thanh kiếm sẽ phát ra ánh kiếm mờ nhạt. Cô gái đó chính là Trúc Hạnh Nhiễm. Sau khi cô ta tới thiên giới, lập tức gia nhập thư viện Quan Huyên, dù sao, thiên phú của cô ta và căn cơ cũng khá tốt. Mà sau khi gia nhập thư viện Quan Huyên, cô ta cố gắng hơn bất kỳ ai, thành tích của cô ta cũng thuộc loại tốt nhất trong số những học viên ngoại môn. Thay đổi vận mệnh. Cô ta khao khát thay đổi vận mệnh của mình hơn bất kỳ ai. Cô ta muốn thoát khỏi thân phận tầng đáy của mình. Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, người đàn ông đó mặc áo bào, dung mạo thanh tú, trong tay cũng cầm kiếm. Thấy người đàn ông, Trúc Hạnh Nhiễm đang luyện kiếm ngừng lại, người đàn ông cười nói, Hạnh Nhiễm muội, thật trùng hợp. Trúc Hạnh Nhiễm khẽ gật đầu, không nói gì, thu kiếm lại, xoay người muốn rời đi. Lúc này, người đàn ông kia vội nói, Hạnh Nhiễm muội. Trúc Hạnh Nhiễm quay đầu nhìn về phía người đàn ông nghiêm túc nói, Hạnh Nhiễm muội, vì sao muội luôn tránh ta? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn người đàn ông, Lý Phong sư huynh có việc gì không? Lý Phong khẽ cười, Hạnh Nhiễm muội, tâm ý của ta đối với muội, chẳng lẽ muội không biết sao? Trúc Hạnh Nhiễm khẽ nhíu mày, nhưng lập tức thoải mái nói, Lý Phong sư huynh, Hạnh Nhiễm chỉ muốn học tập tu luyện, không quan tâm đến chuyện khác. Sau này xin Lý Phong sư huynh đừng làm phiền ta nữa. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Tình yêu, cô ta không có ý tưởng yêu đương gì hết. Hơn nữa, bây giờ không phải lúc nói chuyện yêu đương, bây giờ cô ta phải tu luyện thật tốt, tranh thủ trở thành học viên nội môn. Và lại, lớn lên ở trong trại tị nạn, cô ta rất rõ bản chất con người, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết được người đàn ông nào chính trực, người đàn ông nào có mưu kế. Người đàn ông chính trực cô ta đã từng gặp ở hạ giới. Nghĩ đến người đàn ông đó, cô ta không khỏi nắm chặt hai tay, ta nợ ngươi, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Lúc này, Lý Phong kia đột nhiên nói, Trúc Hạnh Nhiễm, ta đã tra được lai lịch của muội. Trúc Hạnh Nhiễm dừng bước lại, cô ta xoay người nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong cười nói, theo ta biết, muội là người của đại lục bị vứt bỏ, cha mẹ muội đều là dân tị nạn, muội cũng là dân tị nạn đúng không? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn chằm chằm Lý Phong, không nói gì. Lý Phong mỉm cười nói, nếu để người thư viện biết lai lịch của muội thì sao nhỉ? Thật ra, nơi nào cũng đều có so sánh hư vinh, chưa kể học viện tương đối nhỏ trước mặt, ngay cả trong nội môn thư viện Quan Huyên cũng có sự so sánh, ai đến từ gia tộc nào, lão tổ là ai, gia cảnh của ngươi nếu đủ tốt sẽ nhận được sự đối xử hoàn toàn khác trong thư viện. Mà bây giờ, Trúc Hạnh Nhiễm mong có đãi ngộ bình đẳng ở đây. Bởi vì không ai biết cô ta là ai, tới từ đâu, ngược lại, trên người cô ta còn có một màu sắc bí ẩn. Nhưng nếu người ta biết cô ta đến từ đại lục bị vứt bỏ, là một dân tị nạn thì sao? Vẻ mặt Trúc Hạnh Nhiễm trở nên khó coi, Lý Phong cười nói, ta nghĩ, muội không muốn người khác biết thân phận thật đâu nhỉ? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn chằm chằm Lý Phong, huynh muốn thế nào? Lý Phong cười nói, muội biết ý của ta mà. Trúc Hạnh Nhiễm tức giận nói, vô liêm sỉ. Nụ cười trên mặt Lý Phong dần biến mất, cha ta là trưởng lão nội viện, có lẽ ông ấy không thể đưa thẳng muội vào nội viện nhưng chắc chắn có thể để muội không vào được nội viện. Trúc Hạnh Nhiễm nắm chặt hai tay, sắc mặt hơi trắng bệch. Lúc này, cô ta đột nhiên hơi tuyệt vọng. Thế đạo này sao lại bất công như vậy? Lý Phong đột nhiên tiến tới gần cô ta, Trúc Hạnh Nhiễm rút kiếm chém ra. Sắc mặt Lý Phong biến đổi, nhanh chóng dùng kiếm chặn đòn tấn công. Bùm! Lý Phong bị nhát kiếm này chém lui. Trúc Hạnh Nhiễm cầm kiếm tức giận nhìn Lý Phong, cút! Cô ta biết rõ, dù thỏa hiệp cũng không khiến tình hình của bản thân tốt hơn,
chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Đối phương dùng chuyện này uy hiếp cô ta, chứng tỏ đối phương là kẻ không có ranh giới đạo đức, mà qua lại với một người như vậy mới là ngu ngốc. Sắc mặt Lý Phong hơi khó coi, người chờ đó. Nói xong, gã xoay người rời đi. Trúc Hạnh Nhiễm đứng đó hít sâu một hơi, khôi phục tâm trạng, sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu, thân phận và lai lịch của cô ta truyền khắp học viện Quan Huyên. Nhưng lại không mấy người tin, vì bọn họ cho rằng Trúc Hạnh Nhiễm rất xinh đẹp, thành tích tốt, đứng đầu ngoại viện, một người như vậy sao có thể xuất thân là dân tị nạn đến từ đại lục bị vứt bỏ chứ? Điều này khiến Chu Hạnh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Một ngày, một cô gái đột nhiên chạy vào ký túc xá, Hạnh Nhiễm, bên ngoài có hai người nói là cha mẹ của ngươi. Trúc Hạnh Nhiễm hơi giật mình, cô ta nhìn về phía người phụ nữ kia, cha mẹ ta. Người phụ nữ kia gật đầu, đúng vậy, người đàn ông tên Trúc Đào, người phụ nữ tên Thím Khương, ăn mặc rách rưới, có phải cha mẹ ngươi không? Nếu không phải để ta đuổi bọn họ đi. Có phải cha mẹ mình không? Hai tay Trúc Hạnh Nhiễm siết chặt, tâm trạng vô cùng phức tạp, bởi cô ta không ngờ cha mẹ mình sẽ đến thiên giới. Cô ta hiểu rõ, một khi cô ta thừa nhận, cô ta sẽ phải quay về những ngày tháng còn ở trong học viện thần miếu, dù có làm gì thì vẫn bị coi thường, bị mọi người kỳ thị. Nhưng nếu không thừa nhận lương tâm cô ta sẽ cảm thấy áy náy. Trong lúc nhất thời, cô ta hơi rối bời. Người phụ nữ đứng ở cửa, chờ câu trả lời của Trúc Hạnh Nhiễm. Trúc Hạnh Nhiễm im lặng hồi lâu, chợt hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Trúc Hạnh Nhiễm đã đến cổng học viện, từ xa cô ta đã nhìn thấy Trúc Đào và Thím Khương. Khi bọn họ nhìn thấy Trúc Hạnh Nhiễm, nước mắt của Trúc Đào và Thím Khương lập tức chảy xuống. Thực sự bọn họ không ngờ được, có thể gặp lại Trúc Hạnh Nhiễm. Ban đầu khi đưa Trúc Hạnh Nhiễm đi, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bởi bọn họ biết rất rõ, bọn họ không thể rời khỏi nơi đó. Trúc Hạnh Nhiễm đi đến trước mặt Trúc Đào và Thím Khương, nhìn thấy hai người đã có phần già nua, trong lòng cô ta kích động. Lúc này, có một số học viên xuất hiện xung quanh. Khi nhìn thấy cha mẹ Trúc Hạnh Nhiễm, những học viên kia bắt đầu bàn tán. Thấy xung quanh có học viên đang bàn tán. Trúc Đào và Thím Khương hơi mất tự nhiên, Trúc Đào do dự, sau đó nói, Tiểu Nhiễm, bọn ta chỉ muốn đến xem con có ổn không, còn nữa, thư viện này cần học phí không? Trúc Hạnh Nhiễm lắc đầu, không cần học phí. Trúc Đào khá tò mò, không thu học phí. Trúc Hạnh Nhiễm gật đầu, thư viện sẽ miễn một phần lớn học phí cho những học viên có tài chính khó khăn, hơn nữa, chỉ cần có thành tích tốt, sẽ được học bổng của ta có thể trả hết số học phí còn lại. Như vậy cũng tốt. Trúc Đào đột nhiên cười tâu toét, nói, thư viện này thật tốt, thật tốt. Ha ha. Lúc này, có tiếng cười khúc khích vang lên. Mọi người nghe thấy tiếng cười, thấy cách đó không xa, một người đàn ông đang chậm rãi bước đến, không ai khác chính là Lý Phong. Lý Phong cười nói, trước kia có lời đồn, Trúc Hạnh Nhiễm đến từ đại lục bị vứt bỏ, sinh ra đã là dân tị nạn, bây giờ xem ra lời đồn là thật. Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, mà lúc này, sắc mặt Trúc Hạnh Nhiễm trở nên trắng bệch. Lý Phong đang muốn nói thêm, bên cạnh đột nhiên có giọng nói vang lên, dân tị nạn thì sao? Mọi người nghe thấy vậy, nhìn xung quanh, cách đó không xa, một nam một nữ đang chậm rãi đi tới. Người đến chính là Diệp Quân và Chu Phản. Thấy Diệp Quân, Trúc Hạnh Nhiễm lập tức chấn động. Diệp Quân dẫn Chu Phản chậm rãi đi đến trước mặt đám người, hắn nhìn Trúc Đào, khẽ mỉm cười, Đào huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trúc Đào vui vẻ nói, Diệp tiểu đệ, sao ngươi lại ở đây? Diệp Quân cười nói, cố ý đến tìm huynh. Trúc Đào hơi nghi ngờ. Diệp Quân nhìn Lý Phong nói, đúng là Hạnh Nhiễm cô nương sinh ra không tốt, nhưng cũng chứng minh cô ấy rất giỏi, ta nghĩ không có gì đáng chê cười, phải biết rằng... Trước kia kiếm chủ Thanh Sam cũng là đệ tử tạp dịch đấy. Lý Phong nhìn Diệp Quân, có thể vào thư viện Quan Huyên, đều là rồng phượng trong loài người, gia thế cực tốt, ta cảm thấy, người đến từ trại tị nạn thế này, không xứng học cùng một học viện với bọn ta. Diệp Quân cau mày, từ lúc nào mà thư viện Quan Huyên nhận người phải xem gia thế bối cảnh. Lý Phong cười khẩy, người hỏi mọi người đi,
xem họ có bằng lòng học chung một chỗ với dân tị nạn không. Không muốn, có người lập tức đi ra. Chẳng mấy chốc, ngày càng có nhiều người đi ra. Không ít người đứng sau lưng Lý Phong, bày tỏ ủng hộ gã. Không có cách nào, ông nội gã là trưởng lão nội viện, phụ trách khảo hạch học viên, sau nếu này muốn gia nhập nội viện, tuyệt đối không thể đắc tội với Lý Phong. Thấy mọi người ủng hộ mình, Lý Phong cười đắc ý, ngươi nhìn đi, không ai chịu học cùng người của trại tị nạn cả. Diệp Quân nhìn Lý Phong và đám người sau lưng gã, khẽ gật đầu, việc này xử lý rất dễ, chỉ cần đuổi các ngươi là được. Ha ha, Lý Phong đột nhiên cười to, đuổi bọn ta, thật là nực cười, ngươi biết mình đang nói gì không? Ta nói cho ngươi biết, ông nội ta là Lý Cương, là trời của thư viện quan huyên này. Diệp Quân không nói nên lời, hắn phát hiện, một ít người ở tầng chót càng đạt được quyền lợi, thì càng kiêu ngạo lạm dụng không giới hạn. Chu Phản không nhịn được bật cười. Lúc này, Trúc Hạnh Nhiễm chợt kéo Diệp Quân sang một bên, tức giận nói, người biết mình đang làm gì không? Diệp Quân nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, Trúc Hạnh Nhiễm trầm giọng nói, ta biết người có bản lĩnh, nhưng người biết đây là đâu không? Đây là thư viện quan huyên, ở đây, những trưởng lão kia có thể tùy tiện thao túng khiến ngươi sống không bằng chết. Diệp Quân nghiêm túc nói, đừng sợ, hắn có ông nội, ta cũng có ông nội. Trúc Hạnh Nhiễm. Ông nội ngươi hả? Lý Phong ở một bên chợt cười nói, ngươi dám gọi ông nội ngươi ra giao đấu với ông nội ta không? Hai vai Chu Phản cười run cả lên. Diệp Quân cười nói, chắc chắn ông nội ta sẽ không giao đấu với ông nội ngươi. Lý Phong giễu cợt nói, cho ông ta 100 lá gan, ông ta cũng không dám. Diệp Quân quay đầu nhìn Chu Phản đang cười run cả lên, trừng mắt nhìn cô ta, mà Chu Phản cười càng hăng. Đúng lúc này, cách đó không xa có giọng nói truyền đến, viện chủ đến mọi người nghe thấy vậy lập tức, quay đầu nhìn, cách đó không ra, một người đàn ông trung niên đang bước nhanh đến. Người đàn ông trung niên hơi mập mạp, lúc bước nhanh, mỡ trên người cũng run lên. Đây chính là viện chủ mới của thư viện quan huyên của thiên giới tên là Triệu Hằng, một vài trưởng lão của thư viện quan huyên đi theo bên cạnh ông ta. Nhìn thấy Triệu Hằng, mọi người ở trong sân đều cung kính chào viện chủ. Trúc Hạnh Nhiễm ở bên cạnh Diệp Quân cũng vội vàng hành lễ, kính chào viện chủ. Cô ta hơi kích động. Viện chủ. Đối với cô ta, một nhân vật như thế này tồn tại giống như một vị thần, bởi vì sau khi đến nơi này cô ta mới biết Thư viện Quan Huyên. Cô ta biết Thư viện Quan Huyên là một thế lực cực kỳ kinh khủng, rất nhiều vũ trụ và tinh vực đều thuộc sự quản lý của Thư viện Quan Huyên, mà viện chủ này lại tương đương với thủ lĩnh của thế giới này. Đối với cô ta mà nói, nhân vật này giống như một vị thần, bởi vì chỉ cần một lời nói của một người như thế cũng đã đủ để thay đổi vận mệnh cô ta. Khi Triệu Hằng nhìn thấy Chu Phản và Diệp Quân, vẻ mặt lập tức thay đổi, một giây sau, ông ta tăng tốc đi tới trước mặt hai người, sau đó, ông ta cúi đầu thật sâu hành lễ với Chu Phản trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, điện hạ. Vừa nói, ông ta vừa nhìn về phía Diệp Quân, ánh mắt đầy sự dò hỏi. Diệp Quân nhìn Trúc Hạnh Nhiễm ở bên cạnh, khẽ gật đầu. Lúc này Triệu Hằng mới cúi đầu thật sâu thêm một lần nữa, kính chào viện trưởng. Viện trưởng. Vừa nói xong, vẻ mặt người ở trong sân đều tràn đầy vẻ nghi ngờ, điện hạ gì cơ, viện trưởng gì nữa, mọi người vội vàng nhìn về phía Diệp Quân và Chu Phản, Diệp Quân mỉm cười, không cần đa lễ. Triệu Hằng nhìn về phía Diệp Quân, mỉm cười nói, có thể viện trưởng không nhận ra ta. Ta tên là Triệu Hằng, ta tới đây theo lệnh của Lý Bán Chi, không ngờ rằng viện trưởng cũng có mặt ở đây, đúng là hơi bất ngờ. Diệp Quân nhìn thấy ông ta nói chuyện đúng mực nên có ấn tượng khá tốt với ông ta, cười đáp, nơi đây trăm công ngàn việc, từ nay về sau còn có rất nhiều việc khiến ngươi nhọc lòng. Triệu Hằng mỉm cười, sẽ không phụ sự kỳ vọng của viện trưởng. Viện trưởng, lúc này, một trưởng lão ở bên cạnh thư viện bỗng rung giọng nói, hắn là viện trưởng ư. Triệu Hằng gật đầu, đúng vậy. Nghe thấy câu trả lời của Triệu Hằng, tất cả người ở trong sân đều bối rối. Viện trưởng thư viện. Sau khi bọn họ gia nhập thư viện quan huyên, biết được quy định của thư viện, hiển nhiên sẽ biết được viện trưởng đáng sợ đến nhường nào. Tất nhiên, bình thường bọn họ cũng không chú ý nhiều đến việc này, bởi vì cấp bậc viện trưởng này cách họ quá xa. Mà hiện tại,
không ai trong bọn họ ngờ rằng, viện trưởng thư viện đang đứng trước mặt họ. Mọi người ngạc nhiên một lúc. Trúc Hạnh Nhiễm mở to mắt nhìn Diệp Quân, giây phút này, đầu óc cô ta trống rỗng. Đột nhiên Triệu Hằng nói, không biết viện trưởng và điện hạ đến đây vì chuyện gì. Diệp Quân nhìn Trúc Đào và Thím Khương vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, mỉm cười nói, vì một vài lý do ta mới phải đến đại lục bị vứt bỏ, lúc đấy, nhờ có Đào Ca và Thím Khương ta mới có thể tiếp tục sống sót, lần này, ta dẫn người đến đây là vì muốn tìm bọn họ. Vừa nói, hắn vừa nhìn Chu Phản mỉm cười, hai vợ chồng bọn ta muốn mời họ đến Tiên Bảo Các ăn cơm. Trúc Đào và Thím Khương nhìn Chu Phản ung dung cao quý. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, căng thẳng không thôi. Diệp Quân cười nói, Đào Ca, tối nay Tiểu Phản sẽ đích thân xuống bếp, muội ấy nấu ăn rất ngon đó. Đi thôi, tối nay chúng ta cùng uống vài ly luôn. Vừa nói, hắn vừa kéo theo Trúc Đào đi ra ngoài. Mọi người nghe thấy đều bối rối. Viện trưởng và Nữ Hoàng Đại Chu mời cơm, hơn nữa đó còn là đồ ăn do đích thân Nữ Hoàng Đại Chu xuống bếp nấu. Mọi người nghe thấy đều có cảm giác như đang mơ. Triệu Hằng cũng hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, ông ta cười phá lên, quả nhiên viện trưởng này giống như trong truyền thuyết, không có một chút uy quyền nào hết. Hơn nữa, có thể nhìn thấy viện trưởng này rất tốt bụng, đây chắc chắn là một điều may mắn cho tất cả sinh linh trong vũ trụ này. Lúc này, Trúc Đào nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm ở phía xa xa, do dự muốn nói điều gì đó. Thật ra, ông ta không biết thân phận viện trưởng có ý nghĩa gì, bởi vì với ông ta mà nói, ông ta hoàn toàn không biết những chuyện như thế này. Cứ như vậy, Trúc Đào và Thím Khương bị Diệp Quân và Chu Phản dẫn đi. Mà lúc này, học viên ở xung quanh bỗng bao vây trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm, bọn họ ra sức lấy lòng người đang ở trước mặt này, giờ phút này, Trúc Hạnh Nhiễm hơi mờ mịt. Cô ta luôn muốn thay đổi số mệnh, muốn thoát khỏi vòng tròn của chính mình, muốn rời khỏi gia đình mình. Vì vậy, lúc nhìn thấy các học viên có gia thế bị người khác bao vây lấy lòng, cô ta cảm thấy rất ghen tị, nhưng vào lúc này cô ta chợt nhận ra, tất cả chúng đều là dối trá. Hơn nữa, khi cô ta nhìn thấy cha mẹ mình luôn phải chịu nhục nhã, giờ phút này lại được người đàn ông có quyền thế nhất vũ trụ này tôn trọng, lúc này đây cô ta mới nhận ra trước kia cô ta đã ngây thơ biết bao nhiêu, lý do mà người đàn ông đó giúp cô ta trước đây không phải là vì cô ta trông xinh đẹp hay là gì khác. Nó chỉ đơn thuần là vì cha cô ta mà thôi. Tiên Bảo Các. Sau khi Trúc Đào đi cùng Diệp Quân và Chu Phản đến Tiên Bảo Các, Chu Phản bắt đầu tự mình nấu ăn. Thím Khương kéo nhẹ Trúc Đào, nói nhỏ, hình như Diệp công tử là viện trưởng nào đó, người có biết viện trưởng này là chức quan gì không? Trúc Đào suy nghĩ một lúc rồi nói, có biết Trần Vũ chủ thầu hầm mỏ của chúng ta không? Thím Khương trừng mắt nhìn gã, tất nhiên là biết rồi. Trúc Đào nói, Trần Vũ là chủ thầu, ta cảm thấy chức quan của Diệp Tiểu Đệ cũng giống như thế này, tất nhiên là có khả năng công trường của Diệp Tiểu Đệ còn lớn hơn thế nữa. Thím Khương đánh mạnh vào vai Trúc Đào, người coi ta là ả đàn bà ngu ngốc hay sao? Vừa nãy Hạnh Nhiễm và các viện chủ khác đều rất kính trọng Diệp công tử, sao hắn ta có thể giống với một chủ thầu được chứ? Theo ta thấy, ít nhất cũng phải tương đương với năm nhà thầu cơ. Buổi tối tĩnh lặng. Ánh nắng còn sót lại chiếu vào nhà qua cửa sổ, rơi vào góc bếp, có một người phụ nữ đang bận rộn ở đó. Mái tóc cô ta được chải chuốt gọn gàng, khi cô ra di chuyển, phụ kiện tóc trang nhã chuyển động theo, đôi mày đẹp như tranh, khóe mắt đầy ý cười, khuôn mặt như một đóa hoa mới nở, chiếc váy bồng bềnh nhẹ nhàng chuyển động, thanh lịch toát ra sự cao quý. Người phụ nữ chính là Chu Phản. Diệp Quân đứng trước phòng bếp, hắn tựa vào trên cửa, khoanh hai tay lại. Mỉm cười nhìn Chu Phản đang bận rộn. Như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, Chu Phản bỗng quay đầu nhìn hắn, cười nói, muốn giúp không? Diệp Quân cười nói, được. Nói rồi hắn bỗng chậm rãi bước đến phía sau Chu Phản, sau đó hai tay vòng qua eo Chu Phản. Chu Phản run lên. Đầu Diệp Quân cọ vào má Chu Phản, mỉm cười nói, nhìn muội làm. Chu Phản nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy yêu thương. Cô ta lấy một quả dưa chuột từ trong giỏ bên cạnh ra, rửa sạch rồi cắt thành từng lát một cách khéo léo, kỹ năng dùng dao của cô ta rất thành thục, dưa chuột được cắt thành những miếng có hình dạng và kích thước gần như giống nhau. Thấy thế, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, trước kia muội còn từng nấu cơm sao?
Chu Phạn mỉm cười nói, sao thế, có phải huynh nghĩ ta chắc là người không nhiễm khói bụi nhân gian không? Diệp Quân gật đầu. Chu Phạn xuất thân từ hoàng gia, những người như cô ta từ nhỏ đã trưởng thành ở vạch xuất phát, không có khả năng vào bếp thế này được. Chu Phạn khẽ nói, ta học được từ mẹ ta, bà ấy là một người rất hiền lành. Thật ra, tính cách của bà ấy không hợp gia nhập vào hoàng gia, nhưng chẳng còn cách nào khác, là con gái của thế gia, nếu mình không đủ mạnh mẽ thì không có khả năng làm chủ số mệnh của mình. Diệp Quân khẽ gật đầu, một nội bộ thế gia lớn đều vô cùng phức tạp và tàn khốc, chứ đừng nói là những nơi như hoàng gia, người bình thường không thể tồn tại trong môi trường như vậy. Lúc này mặt Chu Phạn đỏ bừng. Vì tay của người nào đó bắt đầu không thành thật. Chu Phạn quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Quân, nấu cơm. Diệp Quân dịu giọng nói, muội làm phần muội, ta làm phần ta, mặt Chu Phạn bỗng đỏ bừng như đám mây hồng, vô cùng xinh đẹp. Ồ! Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên trong phòng bếp. Sự xâm nhập đột ngột khiến Chu Phạn nhất thời không thể thích ứng được, đôi mày khẽ cau lại, phải biết đường núi lúc đầu rất khó đi, dù sao cũng quá khô ráo. Nhưng không lâu sau đường đi lại trở nên dễ dàng. Thân hình Chu Phạn mảnh khảnh cân đối, mềm mại như liễu nhưng lại rắn chắc, nhất là mông cô ta săn chắc đàn hồi, hơn nữa làn da mịn màng, không có chút tỉ vết, khi xoa bóp, cảm giác quả thực khó tả. Diệp Quân hơi động, vì không mang ô nên cả hai đều tiếp xúc với nhau bằng cách thân mật nhất, trải nghiệm đó không thể nào tả được. Dần ra vết đỏ trên mặt Chu Phạn chuyển sang một loại đỏ khác, kiểu đỏ hồng. Hơn nữa vì hơi ngượng ngùng nên lúc này cô ta rất quyến rũ. Không biết qua bao lâu, Chu Phạn như cảm nhận được điều gì, bỗng nói, đều giao cho ta. Cô ta vừa nói xong câu này khiến máu huyết toàn thân Diệp Quân dâng trào, hắn không thể nhịn được nữa, như vỡ đê. Nước tràn bờ. Một lúc sau, dưới đất bỗng xuất hiện những giọt nước trong suốt như ngọc, dưới ánh nắng, trông rất khác thường. Trong đại sảnh Tiên Bảo Các, Trúc Đào và Thím Khương ngồi trước bàn ăn sát cửa sổ, họ đang nhìn chằm chằm một tòa tháp. Lúc đến phòng bếp, Diệp Quân đã cố ý để tòa tháp này lại. Trúc Đào hơi tò mò nhìn tiểu tháp trước mặt, đây là bảo bối gì thế? Nói rồi gã đi sờ thử, nhưng lại bị Thím Khương ngăn lại, bà ta trợn mắt với Trúc Đào, đừng sờ bậy, sờ hỏng thì phải làm sao? Tiểu tháp. Ngay lúc này Diệp Quân và Chu Phạn bước ra. Hai người bưng mấy món ăn ra, đều là vài món thường ngày. Nhìn thấy Diệp Quân và Chu Phạn, Trúc Đào và Thím Khương vội đứng dậy. Diệp Quân mỉm cười nói, hai người ngồi đi. Nói rồi hắn và Chu Phạn để đồ ăn lên bàn. Sau khi bốn người ngồi xuống, Diệp Quân cất tiểu tháp đi, sau đó hắn lại lấy hai bình rượu ra. Trúc Đào nhìn xung quanh, sau đó nói, Diệp đệ, đồ ăn ở đây đắt lắm nhỉ? Diệp Quân cười nói, vẫn ổn. Nói rồi hắn rót cho Trúc Đào một ly rượu, nào, uống thử đi, đây là rượu ta đem đến từ hệ Ngân Hà, ngon lắm. Chu Đào do dự một lát, sau đó cầm ly rượu lên uống một ngụm, rượu chảy vào cổ, nóng rực, Chu Đào cười tâu toét, đây là rượu sao? Diệp Quân cười nói, hương vị thế nào? Chu Đào gật đầu, hơi cay, nhưng rất ngon. Diệp Quân bật cười. Sau đó nói, Đào ca, thêm Khương, ăn đi. Thấy Diệp Quân và Chu Phạn dễ gần như vậy, Trúc Đào và Thím Khương cũng dần thả lòng. Uống được một lúc, Diệp Quân bỗng nói, Trúc Đào huynh, sau này huynh muốn sống cuộc sống như thế nào? Nghe Diệp Quân nói thế, Trúc Đào sửng sốt, sau đó cười nói, ta là một người bình thường, ta nghĩ chỉ cần có công việc ổn định thì có thể nuôi sống gia đình. Không đủ, không đủ. Lúc này, Thím Khương ở một bên nói, bị bệnh cũng tốn tiền, con cái đi học cũng tốn tiền, mua một căn nhà ổn định cũng tốn tiền. Trúc Đào bỗng nói, thật ra có thể sống đã là không dễ dàng gì rồi, vừa nói thế, nụ cười trên môi Diệp Quân và Chu Phạn biến mất. Trúc Đào và Thím Khương đều đến từ đại lục bị vứt bỏ, trước đây họ sống trong môi trường đó nên biết rõ sống là một chuyện khó khăn thế nào. Trúc Đào bỗng nói, Diệp đệ, trước kia họ đều gọi ngươi là viện trưởng. Ngươi là viện trưởng thư viện Quan Huyên sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Trúc Đào phấn khích nói, là viện trưởng của học viện tiểu nhiễm học đó sao? Diệp Quân cười nói, ừ. Trúc Đào mừng rỡ, Diệp đệ. Thím Khương ở một bên bỗng đánh vào chân Trúc Đào, gọi viện trưởng.
Trúc Đào cười nói, viện trưởng. Diệp Quân cười nói, ta vẫn thích huynh gọi ta là đệ hơn. Trúc Đào hơi ngượng sờ đầu mình, lúc này gã đã hơi say, nói chuyện với Diệp Quân cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Lúc đầu Thím Khương vẫn còn dè dặt, nhưng sau đó dần thả lỏng, trò chuyện với Chu Phạn về vài chuyện phiếm của đại lục, bữa ăn kéo dài đến tận đêm khuya. Ngoài Tiên Bảo Các, Diệp Quân và Chu Phạn chậm rãi bước đi trên con phố yên tĩnh, ánh trăng soi rọi vào người họ, phủ lên người họ một tấm vải bạc bí ẩn. Đường phố đêm khuya vô cùng thanh vắng, chỉ có tiếng bước chân của họ. Diệp Quân bỗng nắm lấy tay Chu Phạn, sau đó khẽ nói, trước đây chúng ta luôn tập trung vào những vũ trụ nền văn minh có nền văn minh võ thuật khá cao, cho nên bỏ qua vài đại lục bình thường. Ở nhiều nơi trong vũ trụ này, còn có rất nhiều người bình thường. Chu Phạn khẽ gật đầu, đúng là chúng ta đã sơ suất, cho dù là cô ta hay Diệp Quân thì thật ra từ đầu đều đã không có nguy cơ về sự sinh tồn. Nhưng trong vũ trụ này, thậm chí còn có rất nhiều nơi sinh tồn là cả một vấn đề. Hơn nữa, sau chuyện này, họ mới thật sự nhận ra vài quan chức ở các nơi xem trọng người dân địa phương thế nào. Chức quan có cao, người phụ trách có thực quyền. Nội các và tổng viện thư viện thật sự quá xa với người dân thương, không thể nào tiếp xúc được. Diệp Quân nói, bây giờ thư viện nên thu lại một chút. Chu Phạn nhìn Diệp Quân. Diệp Quân khẽ cười, trước kia ta vẫn luôn ra ngoài, không ngừng chinh phục vài nền văn minh vũ trụ, tốc độ của ta quá nhanh, đây không phải là chuyện tốt với vũ trụ quan huyên. Bây giờ chúng ta nên đặt trọng tâm vào nội bộ, quản lý tốt địa bàn vũ trụ mới là quan trọng. Chu Phạn gật đầu, vấn đề của nội bộ thư viện rất nhiều, nhất là khi liên tục có các thế lực mới tiếp tục gia nhập vào, mọi người đều có theo đuổi lợi ích của mình, mà có mục đích theo đuổi lợi ích thì chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột. Mặc dù bây giờ chúng ta đã áp chế được những mâu thuẫn này, nhưng thật ra chỉ là trấn áp bề ngoài, họ vẫn đang âm thầm chiến đấu, nói rồi ánh mắt cô ta hiện lên vẻ lo lắng. Sau khi tiếp quản vũ trụ quan huyên và Tiên Bảo Các, cô ta mới nhận ra Tiên Bảo Các vũ trụ quan huyên phức tạp hơn cô ta nghĩ nhiều. Một vũ trụ lớn như vậy không dễ quản lý chút nào. Diệp Quân bỗng nói, những thực chất hóa luật pháp ta vừa nói với muội, muội nghĩ thế nào? Chu Phạn ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta nghĩ có thể làm được, nếu có thể làm được như vậy thật thì sẽ có rất nhiều trong vũ trụ quan huyên sẽ tự động tuân thủ theo quan huyên pháp, dù sao có thể khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng ta vẫn hơi lo lắng, nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, ta sợ sau này ta sẽ thay đổi. Vấn đề lớn nhất của kiểu thực chất hóa pháp luật này là người tạo ra luật pháp này, nếu một ngày nào đó Diệp Quân thay đổi. Chắc chắn sẽ là một tai họa cực lớn với hắn. Đừng nói là thay đổi, chỉ cần một ý niệm xấu thôi cũng đều là một thảm họa cực lớn cho vũ trụ này. Diệp Quân gật đầu, mặc dù ta có lòng tin với mình nhưng ta biết ta cần một người giám sát. Chu Phạn nói, Tịnh Tông Chủ. Diệp Quân gật đầu, ừ, cô ta không chỉ phụ trách giám sát ta, mà còn cả vũ trụ quan huyên. Chu Phạn bỗng dừng lại. Nhìn chằm chằm Diệp Quân, trước kia ta cứ nghĩ huynh tạo ra vũ trụ như vậy chỉ là để cho vui, nhưng bây giờ ta chợt nhận ra huynh không phải đang nói đùa, huynh rất nghiêm túc. Diệp Quân cười nói, trước kia ta cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ có thể đi từng bước một, nhưng trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy mình cần phải làm gì đó, hơn nữa cũng chỉ có ta mới có thể làm gì đó được. Trong vũ trụ bao la này, nếu hắn không gật đầu, không ai có thể thiết lập trật tự hoàn toàn mới. Vì muốn thiết lập trật tự mới, phải được nhà họ Dương gật đầu đồng ý. Diệp Quân muốn thiết lập trật tự, những người thân của ông nội và bố sẽ ủng hộ không điều kiện, nhưng nếu là người ngoài thì chưa chắc họ sẽ giúp. Hai người chậm rãi đi dạo, không biết đã đến một hoa viên từ lúc nào. Nơi đây hương hoa tràn ngập, vô cùng yên tĩnh. Chu Phạn bỗng nói, ta cũng muốn một đứa con. Diệp Quân quay đầu nhìn Chu Phạn. Chu Phạn mặt hơi đỏ lên, còn huynh có muốn không? Diệp Quân nhìn bốn phía yên tĩnh, không chút do dự nói, muốn. Nói rồi hắn xoay người đi đến phía sau Chu Phạn giật mình, đừng nói là ở đây chứ. Ngày hôm sau, Chu Phạn rời khỏi thiên giới, bây giờ cô ta là người bận rộn, ở đây hai ngày, bên trong thư viện không biết bao nhiêu việc chất đống chờ cô ta xử lý. Bên trong phòng ăn Tiên Bảo Các. Diệp Quân và Táng Cương đang dùng bữa, Táng Cương hiển nhiên rất thích đồ ăn của Tiên Bảo Các, ăn từng miếng lớn,
đặc biệt là tôm hùm, cô bé đã ăn 5 con. Diệp Quân nhìn Táng Cương đang ăn ngấu nghiến trước mặt, trên mặt nở nụ cười, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại hơi đau đầu. Hắn đang lo lắng làm sao thu xếp cô bé này cho người khác, nếu để cô bé đi theo hắn, hiện tại thực lực của hắn còn chưa khôi phục, nhưng nghĩ tới điều gì, Diệp Quân cau mày nói, tháp gia, bây giờ thư viện đã bắt đầu cải tạo đại lục bị bỏ rơi, tại sao tu vi của ta còn chưa khôi phục? Tiểu tháp im lặng một lát, sau đó nói, có phải cô ngươi quên mất rồi không? Sắc mặt Diệp Quân tối sầm. Tiểu tháp lại nói, có khả năng nhiệm vụ của ngươi thật ra vẫn chưa hoàn thành. Diệp Quân nghe vậy hơi cau mày lại. Tiểu tháp đột nhiên nói, không đúng. Diệp Quân hỏi, sao vậy? Tiểu tháp trầm giọng nói, ta phát hiện phong ấn của ta hình như được giải trừ rồi. Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó kiểm tra tiểu tháp, quả nhiên phát hiện tiểu tháp đã khôi phục bình thường. Vẻ mặt Diệp Quân khó tin, tiểu tháp khôi phục, hắn lại không, vậy chẳng lẽ nhiệm vụ chỉ mới hoàn thành một nửa thôi sao? Diệp Quân nghi hoặc. Đúng lúc này, Táng Cương đột nhiên nói, thêm một con nữa. Diệp Quân. Cứ như vậy, sau khi Táng Cương ăn thêm 5 con tôm hùm lớn, Diệp Quân đưa cô bé rời khỏi Tiên Bảo Các, sau đó đi tới khu vực thần hư. Hắn tất nhiên không quên vị đa nguyên đạo đế còn cả Dương Dĩ An. Bởi vì tu vi chưa khôi phục, vì vậy, hắn chỉ có thể ngồi trận pháp dịch chuyển của Tiên Bảo Các tới khu vực thần hư. Còn Táng Cương thì bị hắn bỏ vào trong tiểu tháp. Công pháp tu luyện và võ công đều đã dạy cô bé, giờ là lúc cô bé thoải mái phát huy, dĩ nhiên, tháp gia cũng sẽ hướng dẫn cô bé, trên con đường tu hành, nếu không có người hướng dẫn, sẽ phải đi rất nhiều đường vòng. 3 ngày sau, Diệp Quân đến thành U Đô, hắn muốn đi tới khu vực thần hư, phải đi qua chỗ này, bởi vì chỉ có nơi này mới có trận pháp dịch chuyển lớn. Thành U Đô là một tòa thành cổ. Ẩn mình giữa những dãy núi mờ mịt, tòa thành này vô cùng nổi tiếng vì đã từng xuất hiện một siêu thiên tài, vị thiên tài này tên là Trần U Đô, gã với thành tích hạng nhất mảnh tinh vực này thi vào Tổng viện Vũ trụ Quan Huyên, bây giờ ở trong Tổng viện Thư viện Quan Huyên cũng có chút danh tiếng. Thành U Đô cũng vì vậy mà nổi danh, không chỉ vậy, vị Trần U Đô này còn kéo tới rất nhiều tài nguyên cho thành U Đô. Thành tích hạng nhất. Với thành tích này, Thư viện Quan Huyên không chỉ khen thưởng cá nhân mà còn cả gia tộc và tòa thành gã ở, thậm chí là toàn bộ đại lục. Vào ngày này, toàn bộ thành U Đô rất náo nhiệt, vô số người đứng hai bên đường, nhìn ra ngoài tường thành như đang chờ đợi điều gì đó. Sau khi Diệp Quân đi tới thành U Đô, hắn không lập tức dùng trận pháp dịch chuyển đi tới khu vực thần hư, vì cô bé Táng Cương muốn ăn tôm hùm, nên hắn chỉ có thể đưa cô bé đi Tiên Bảo Các ăn một bữa thỏa thích. Trên đường đi, Diệp Quân hơi tò mò nhìn đám đông trên đường. Sau khi hỏi thăm mới biết hôm nay đệ nhất thiên tài Trần U Đô của thành U Đô cũng trở lại, những người này đều tới đây để chờ gã. Trần U Đô. Diệp Quân không có ấn tượng gì, mấy năm nay hắn rất ít khi tới Tổng viện, cho nên hắn biết rất ít thiên tài ở Tổng viện, hắn chỉ biết một số yêu nghiệt ở Thanh Châu và Nam Châu. Đúng lúc này, có người đột nhiên kêu lên, tới rồi. Diệp Quân nghe vậy quay đầu nhìn về phía cổng thành, nơi đó một thiếu niên chậm rãi đi tới, thiếu niên mặc trường bào, đơn giản mà tao nhã, thắt lưng màu đen, khiến gã trông càng thêm cao ráo, chân gã đeo một đôi giày vải, sạch sẽ không chút bụi trần. Phong độ nhẹ nhàng, nho nhã thanh tú. Khi nhìn thấy người, người dân hai bên đường reo hò hét lên, Trần U Đô, Trần U Đô. Người dân hai bên đường vẫy tay cuồng nhiệt, vô cùng phấn khích. Cách đó không xa, Trần U Đô chậm rãi đi về phía đường phó, gã nhìn mọi người đang cổ vũ xung quanh, khẽ mỉm cười chào hỏi bọn họ. Diệp Quân nhìn thoáng qua Trần U Đô nho nhã tuấn tú kia, khẽ mỉm cười, không tệ. Nói xong, hắn xoay người dẫn Táng Cương rời đi. Một lát sau, Diệp Quân đưa Táng Cương đến Tiên Bảo Các, bởi vì tu vi của hắn chưa khôi phục, dung mạo cũng chưa khôi phục, quản sự Tiên Bảo Các ở đây không biết hắn, nên không có người tiếp đãi hắn và Táng Cương. Nhưng hắn cũng không cần, hắn chỉ muốn đưa Táng Cương đi ăn một bữa thật ngon. Diệp Quân dẫn Táng Cương đến phòng ăn, sau khi giao mười mấy viên linh tinh, bọn họ được sắp xếp ngồi một chỗ cạnh cửa sổ, vị trí này có tầm nhìn rộng rãi, từ cửa sổ có thể nhìn được hơn nửa thành U Đô.
Sau khi Táng Cương ngồi xuống, cô bé cầm đũa trên bàn lên rồi nhìn chằm chằm Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, nhìn ta làm gì? Táng Cương không nói gì. Diệp Quân khẽ mỉm cười, gần đây tu luyện thế nào? Nói đến tu luyện, Táng Cương bỗng có hứng thú, cô bé giơ tay phải lên, sau đó nhắc tới. Thuật đề đầu. Diệp Quân cười nói, nếu có cơ hội, thi triển cho ta xem. Táng Cương vội gật đầu. Diệp Quân nhìn Táng Cương một cái, khẽ mỉm cười, trong lòng nói, tháp ra, ông nội mà nhìn thấy cô bé này, liệu có thích không? Tiểu tháp nói, sẽ rất thích, tính tình cô bé rất giống ông nội ngươi lúc trẻ. Diệp Quân cười nói, nếu có cơ hội, đưa cô bé đến gặp ông nội. Tiểu tháp nói, người muốn ông nội ngươi giúp người dạy cô bé đúng không? Diệp Quân cười ha ha, chắc chắn cô bé này nếu đi theo ông nội sẽ mạnh hơn rất nhiều so với đi theo hắn. Đúng lúc này, tôm hùm lên bàn. Bởi vì biết khẩu vị của Táng Cương nên Diệp Quân gọi 10 con tôm hùm. Cùng lúc đó, Diệp Quân cũng lấy ra nồi nấu mì ăn liền, sau đó nấu mì cho cô bé, đây là lúc Diệp An rời đi hắn đã lấy của Diệp An. Táng Cương bắt đầu ăn. Diệp Quân đột nhiên nói, người có hứng thú học kiếm pháp không? Táng Cương lắc đầu, sau đó vùng nắm đấm, sau đó lấy một thanh đao ra. Diệp Quân cười một tiếng, hiển nhiên, cô bé này vẫn thích thuật đề đầu và đâm đao hơn. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên bước nhanh vào, người đàn ông trung niên bước tới trước mặt một ông lão tiên bảo cát, nhỏ giọng nói vài câu, nghe thấy lời của người đàn ông trung niên, ông lão hơi giật mình, sau đó nói, sắp tới rồi à? Người đàn ông trung niên gật đầu, đúng vậy, người sắp xếp nhanh lên. Nghe thấy lời người đàn ông trung niên, ông lão vội gật đầu, được. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, càng nhanh càng tốt. Vừa nói, ông ta vừa xoay người rời đi. Ông lão tiên bảo các lập tức quay người đi đến bệ đá cách đó không xa, liếc nhìn mọi người đang ăn uống xung quanh rồi nói, các vị, tiên bảo các chúng ta sắp đón một vị khách quý, chúng ta muốn yên tĩnh, xin mời các vị hãy rời đi. Vừa dứt lời, mọi người đều hơi sửng sốt. Muốn yên tĩnh, Diệp Quân nghe vậy cũng hơi nghi ngờ, đây là hành động gì thế? Lúc này một vị khách đột nhiên nói, phu trưởng lão, người tới có địa vị lớn như nào mà nhất định phải đuổi khách vậy? Phu trưởng lão nhìn vị khách kia, sau đó nói, một vị khách quý. Nghe vậy vị khách kia lập tức cau mày. Phu trưởng lão lại nói, mời mọi người lập tức rời đi. Vị khách kia trầm giọng nói, phu trưởng lão, việc này có phải hơi trái quy củ không? Phu trưởng lão nhìn vị khách với ánh mắt thâm trầm, người có ý kiến gì? Thấy phu trưởng lão tức giận, người phụ nữ bên cạnh vội kéo gã ta lại, sau đó nói, thôi, chúng ta tới chỗ khác ăn. Sắc mặt vị khách kia hơi u ám, phu trưởng lão, chúng ta đều phải trả tiền khi vào ăn, bây giờ chúng ta bị mời rời đi, có phải nên hoàn tiền lại không? Phu trưởng lão bình tĩnh nói, không phải ngươi ăn rồi đó sao? Ăn rồi thì cô trả được. Nghe thấy lời của phu trưởng lão, những khách trong phòng đều hơi tức giận nhưng đều không dám nói gì. Dù sao đây cũng là tiên bảo các. Mà vị khách nam kia hơi không phục tức giận nói, phu trưởng lão, người không phải ỷ vào tiệm lớn ức hiếp người thôi sao? Thấy người đàn ông liên tục gây chuyện, ánh mắt phu trưởng lão đột nhiên trở nên lạnh lùng, ông ta xua tay, rất nhanh, mấy tên thị vệ tiên bảo các đồng loạt đi vào. Thấy cảnh này, sắc mặt những vị khách trong phòng đều thay đổi, nhanh chóng xoay người rời đi, không dám ở lại. Sắc mặt tên đàn ông kia cũng hơi đổi, gã không ngờ tiên bảo các lại ra tay độc đoán như vậy, thấy phu trưởng lão chuẩn bị ra tay, người phụ nữ bên cạnh người đàn ông nhanh chóng kéo gã ra sau, phu trưởng lão, chúng ta đi trước. Nói xong, cô ta kéo người đàn ông chạy đi, mà người đàn ông cũng không dám chống đối nữa, chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng. Mà khách ở trong phòng ăn cũng vội vàng rời đi. Phu trưởng lão hừ một tiếng, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nói xong, ông ta muốn rời đi, nhưng lúc này như phát hiện gì đó, đột nhiên xoay người nhìn về một phía, ở đó, Diệp Quân và Táng Cương vẫn chưa đi. Táng Cương vẫn đang ăn. Thấy cảnh này, phu trưởng lão híp mắt lại, sao vậy, còn có người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Diệp Quân nhìn về phía phu trưởng lão,
Lúc này Vu trưởng lão chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân và Táng Cương, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân và Táng Cương, không muốn rời đi à? Diệp Quân bình tĩnh nói, vị trưởng lão này, ngươi làm như vậy là trái quy củ. Vu trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, quy tắc ở đây do ta đặt ra, hiểu chưa? Diệp Quân cau mày, liếc nhìn Vu trưởng lão, sau đó nhìn Táng Cương, đi thôi. Đúng lúc này, Táng Cương đột nhiên bật dậy, sau đó đâm đao vào đầu Vu trưởng lão. Phốc! Máu phun ra. Vu trưởng lão mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin, ông ta không ngờ có người dám giết người ở Tiên Bảo Các. Táng Cương ngồi xuống, cô bé cầm đao, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Quân, tại sao phải chiều theo ông ta? Người xấu đều là do người tốt chiều hư, biết chưa? Trong phòng ăn, trưởng lão kia ngã xuống đất, tay che đầu, máu tuôn ra không ngừng. Biến cố xảy ra bất ngờ, vì vậy, hai tên thị vệ sau lưng ông ta không kịp phản ứng, mà sau khi bọn họ phản ứng lại, lập tức ra tay với Táng Cương, lúc này, Táng Cương đột nhiên giơ tay lên. Xuy xuy. Ngay lập tức, đầu hai tên thị vệ kia cùng bay ra ngoài. Máu phun ra như cột. Chớp mắt ba người. Máu tươi đầy đất, vô cùng đẫm máu. Sau khi giết ba người, Táng Cương tiếp tục ăn tôm hùm, nhưng khóe mắt vẫn lén nhìn Diệp Quân. Diệp Quân im lặng không nói gì. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, có lẽ cô bé nói đúng, cần gì phải chiều theo ý loại người như vậy, ta cảm thấy, đạo lý và lòng tốt chỉ dùng để đối xử với người tốt, đối với người xấu kia, nên lấy ác trừ ác, phải biết rằng, rất nhiều người xấu đều do người tốt nuông chiều ra. Diệp Quân định nói gì đó, lúc này, cách đó không xa có vài cường giả đột nhiên xông tới, những cường giả này đều vây quanh một người đàn ông này không ai khác chính là Trần U Đô mà bọn họ đã gặp trên đường lúc trước. Khi đi vào, nhìn thấy ba thi thể kia, bọn họ đều hơi sửng sốt. Ánh mắt Trần U Đô rơi vào trên người Diệp Quân và Táng Cương, hơi kinh ngạc. Lúc này, một ông lão áo xám nhanh chóng bước vào phòng ăn, khi nhìn thấy ba thi thể, sắc mặt ông ta lập tức trở nên u ám, hung tợn nhìn Diệp Quân và Táng Cương, sau đó xoay người đi tới trước mặt Trần U Đô, khẽ mỉm cười, Trần công tử, thật xin lỗi, ở đây xảy ra chút chuyện, chúng ta đổi chỗ khác được không? Trần U Đô bình tĩnh nói, không sao, cứ ở đây đi. Vừa nói gã vừa chậm rãi đi tới một bên ngồi xuống, mà người đàn ông trung niên bên cạnh nhanh chóng nháy mắt với ông lão áo xám kia. Ông lão áo xám hiểu ý, quay đầu nhìn về phía Diệp Quân và Táng Cương cách đó không xa, bước nhanh đến trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lùng, đồng thời, một khí tức cường đại bao trùm lấy Diệp Quân và Táng Cương, nhưng đúng lúc này, Táng Cương đang ngồi đột nhiên đứng dậy, sau đó dùng đao đâm vào ông lão áo xám. Sắc mặt ông lão áo xám đột nhiên thay đổi, ông ta nhanh chóng vung tay áo lên. Ầm. Ánh sáng đỏ bộc phát ra, ông lão áo xám kia lùi lại vào thước, nhưng đúng lúc này, Táng Cương cách đó không xa đột nhiên nâng tay phải lên, muốn thi triển thuật đề đầu, lại bị Diệp Quân kéo tay lại. Táng Cương nhìn Diệp Quân khẽ mỉm cười, để ta nói lý lẽ với ông ta đã. Táng Cương thu tay về, bình tĩnh nói, vô ích thôi, rất nhiều người chỉ nguyện ý lý luận với kẻ mạnh, trong lòng ông ta, chúng ta đều là kẻ yếu, bọn họ sẽ không nói lý lẽ với kẻ yếu. Diệp Quân gật đầu, người nói đúng, nhưng chúng ta vẫn phải lý luận một chút mới được, nếu bọn họ không muốn, vậy chúng ta sẽ ra tay. Táng Cương bóc tôm hùm ra, không nói gì. Diệp Quân nhìn Táng Cương, chờ cô bé trả lời. Táng Cương im lặng một lát. Sau đó nói, được, ta nghe ngươi, nhưng mà, đạo lý ta chỉ nói một lần, chỉ một lần. Diệp Quân gật đầu, được. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía ông lão áo xám, lúc này, ông lão áo xám hiển nhiên nhận ra hai người trước mặt đều không phải người bình thường, làm gì có người bình thường nào dám giết người ở Tiên Bảo Các. Vì vậy, ông ta lập tức thu lại lòng khinh thường, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân và Táng Cương, các ngươi là ai? Diệp Quân nhìn ông lão áo xám, chúng ta tới đây để dùng bữa, nhưng người của ngươi vô cớ đuổi người đi, không chỉ vậy còn muốn ra tay, như vậy thật sự không hợp lý. Ông lão áo xám nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân lại nói, dù có vài nguyên nhân đặc biệt muốn yên tĩnh, Tiên Bảo Các cũng nên bồi thường, đền bù tổn thất cho khách, nhưng ta thấy Tiên Bảo Các lại ỷ mạnh hiếp yếu, giống như lời vị khách kia vừa nói.
tiên bảo các đây là ỷ vào tiệm lớn khinh khách, hắn thản nhiên nhìn ông lão áo xám, hành động này của các ngươi thật sự là bôi nhỏ tiên bảo các. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông vào vài tên thị vệ tiên bảo các. Thấy người của mình đến, ông lão áo xám đột nhiên cảm thấy tự tin, nhìn Diệp Quân, mỉa mai, người nói rất có lý, người không biết còn tưởng ngươi chính là chủ nhân của tiên bảo các đấy. Diệp Quân nhìn ông ta không nói gì, nhưng trong lòng thở dài, tuy rằng đã đoán trước nhưng vẫn hơi thất vọng, tiên bảo các phát triển đến nay, có thể nói là gia nghiệp lớn, người bình thường quả thật là không chọc nổi, những quản sự này cũng có những ý nghĩ hơn người. Đây là bệnh, phải trị. Ông lão áo xám lại nói, tiên bảo các ta làm việc, chưa tới phiên một người ngoài như ngươi phán xét, hai người các ngươi giết trưởng lão tiên bảo các, đây là tội lớn, bây giờ ta sẽ thay mặt tiên bảo các bắt hai ngươi lại, nếu phản kháng, giết không tha. Vừa nói, ông ta vừa vung tay lên, mấy tên thị vệ bên cạnh ông ta lao về phía Diệp Quân và Táng Cương. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Hắn phát hiện, sau khi người bên dưới có quyền, rất dễ bành trướng, sau đó càng ngày càng không kiêng kỵ lạm dụng quyền. Ngay lúc đám thị vệ chuẩn bị lao tới trước mặt Diệp Quân, Táng Cương đột nhiên tung ra một đòn. Một tiếng rắc rắc vang lên, đầu mấy tên thị vệ đồng loạt bay ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt. Đơn giản mà thô bạo. Thấy cảnh này, sắc mặt ông lão áo xám đột nhiên thay đổi, ông ta liên tục lùi về phía sau, ông ta kinh hãi nhìn về phía Táng Cương, lắp bắp. Mà bên kia, Trần U Đô thấy Táng Cương giết mấy tên thị vệ chỉ trong vài giây, trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Sau khi Táng Cương giải quyết mấy tên thị vệ kia, cô bé cũng không định bỏ qua mà nhìn về phía ông lão áo xám. Ông lão áo xám thấy Táng Cương nhìn, nhất thời kinh hãi, vội vàng lui đến bên cạnh đám người Trần U Đô. Táng Cương xách đao xông qua, lúc này, Trần U Đô cách đó không xa đột nhiên đập mạnh tách trà lên bàn. Tách trà hóa thành một luồng sức mạnh lao về phía Táng Cương. Táng Cương bổ xuống một đao. Ầm. Tách trà kia bị cô bé chém vỡ. Trần U Đô cũng chậm rãi đứng lên, cười nói, vị cô nương này, tha được nên tha, cần gì phải đuổi cùng giết tận. Táng Cương liếc nhìn Trần U Đô, vừa rồi ông ta dẫn người đến ức hiếp bọn ta, sao không thấy người đứng ra bảo tha. Trần U Đô hơi nheo mắt lại, cô nương. Người có biết ông ta chính là trưởng lão tiên bảo các không? Giết chết trưởng lão tiên bảo các là tội lớn. Táng Cương đột nhiên xông ra ngoài, lần này mục tiêu của cô bé không phải trưởng lão của tiên bảo các mà là Trần U Đô. Tốc độ của cô bé cực kỳ nhanh, chớp mắt đã tới mặt Trần U Đô, sau đó dùng đao đâm vào đầu gã. Trong lòng Trần U Đô nhất thời hơi khiếp sợ, bởi vì tốc độ của Táng Cương rất nhanh, nhưng gã phản ứng cũng rất nhanh, lúc Táng Cương đâm đao tới. Gã lui về phía sau mấy thước, khiến một đao này của Táng Cương đâm hụt. Đúng lúc này, Táng Cương đột nhiên nâng tay phải lên. Dường như cảm nhận được gì đó, sắc mặt Trần U Đô đột nhiên mạnh mẽ thay đổi, gã đột nhiên nắm chặt hai tay, một tia sáng quỷ dị phát ra từ trong cơ thể, Trần U Đô vội vàng lui lại mấy thước mới dừng lại, mà lúc gã dừng lại, cổ họng gã hơi nứt lìa, máu chậm rãi chảy ra. Trần U Đô khó tin nhìn Táng Cương cách đó không xa, người dùng loại võ công gì vậy? Mọi người ở đó đều khiếp sợ, vậy mà lại khiến Trần U Đô bị thương, phải biết rằng Trần U Đô cũng có thể xem là thiên tài ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên, thực lực cũng thuộc hạng trung đẳng ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Táng Cương nhìn chằm chằm Trần U Đô, sát ý trong mắt không hề che giấu, cô bé lần nữa ra tay, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng hét giận dữ, làm càn. Vừa dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ từ bên ngoài tràn vào, ngay sau đó, một tên đàn ông trung niên mang một đám thị vệ tiên bảo các lao vào. Người tới chính là chủ quản tiên bảo các Hách Liên. Sau khi Hách Liên đi vào, nhìn những thi thể cách đó không xa, sau đó nhìn về phía Táng Cương, là ngươi giết à? Táng Cương nhìn chằm chằm Hách Liên, trong mắt đột nhiên xuất hiện tia máu nhạt. Sát ý càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy trong mắt Táng Cương xuất hiện hồng quang nhàn nhạt, Hách Liên híp mắt lại, tuổi còn nhỏ mà đã có sát ý như vậy, khẳng định là đại ác, không thể giữ, giết. Vừa nói ông ta vừa vung tay lên, đám thị vệ xung quanh lao về phía Táng Cương, nhưng vào lúc này, Táng Cương đột nhiên giơ tay phải lên, trong nháy mắt, sắc mặt Hách Liên mạnh mẽ thay đổi, ông ta liên tục lùi lại, nhưng vẫn hơi chậm, cổ họng ông ta hơi nứt ra, máu tươi tràn ra.
Mặc dù Hách Liên tránh thoát một đòn chí mạng, nhưng những thị vệ ông ta mang tới lại không may mắn tránh khỏi, đầu người đi đầu bị bay thẳng ra ngoài, máu tươi phun ra như suối. Chỉ trong chớp mắt, Hách Liên kinh hãi, ngươi. Táng Cương nắm chặt hai tay, trong mắt cô bé, tia máu đỏ trong mắt ngày càng đỏ, đồng thời, máu trong cơ thể dần sôi trào. Huyết mạch phong ma trong cơ thể cô bé kích động, sát ý càng mạnh thì uy lực huyết mạch phong ma càng mạnh, lúc này mắt cô bé đã hơi giết đỏ mắt, vì vậy, máu trong cơ thể lại bắt đầu sôi trào. Sau khi giết chết đám thị vệ, cô bé chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hách Liên cách đó không xa, Hách Liên nhìn chằm chằm cô bé, rốt cuộc ngươi là ai? Táng Cương không nói gì, đột nhiên lao về phía trước, lao thẳng về phía Hách Liên, lúc này, Trần U Đô đột nhiên tiến lên một bước. Duỗi tay phải ra sau đó vung một cái, một làn sóng lửa đột nhiên bắn ra từ cánh tay gã. Ầm. Làn sóng lửa kia buộc Táng Cương dừng lại tại chỗ, nhưng ngay sau đó, cô bé lại lao về phía Trần U Đô, trong mắt Trần U Đô hiện lên một tia hung ác, gã mở lòng bàn tay ra, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, chân phải gã giẫm mạnh, đâm ra một thương. Ầm. Khi ánh sáng đỏ tan ra, cả Táng Cương và Trần U Đô đều liên tục lui lại. Sau khi Táng Cương dừng lại, khi muốn ra tay lần nữa, ngay lúc này, không biết Hách Liên đã lao tới trước mặt Diệp Quân từ lúc nào, sau đó ông ta tóm lấy Diệp Quân tức giận nói, ngươi còn tiếp tục ra tay thì ta sẽ giết hắn. Cách đó không xa, Táng Cương ngừng lại, cô bé quay đầu nhìn về phía Hách Liên sát ý ngút trời. Hách Liên nhìn sát ý đáng sợ tỏa ra từ Táng Cương, đột nhiên cảnh giác, cô bé này không bình thường. Hơn nữa, đối phương dám giết người một cách công khai trong Tiên Bảo Các, đây chắc chắn không phải là người có lai lịch bình thường. Lúc này, trong lòng ông ta hơi bất an. Đối với chủ sự địa phương như bọn họ, khi ở địa phương, có thể nói một tay che trời, nhưng bọn họ biết rõ có một số người có thể bắt nạt được, nhưng có một số người không thể chọc vào, một khi chọc vào thì chỉ có thể vạn kiếp bất phục. Mà lúc này, cô bé trước mắt dám công khai giết người trong Tiên Bảo Các, lai lịch nhất định không đơn giản. Nhưng lúc này, ông ta không còn cách nào khác là phải chiến đấu đến cùng. Táng Cương nhìn chằm chằm Hách Liên, không nói gì. Hách Liên trầm giọng nói, nếu ngươi dám làm loạn, ta sẽ giết hắn. Táng Cương liếc mắt nhìn Hách Liên, nếu ngươi giết hắn người chị nấu mì của hắn sẽ đánh chết ngươi. Diệp Quân. Hách Liên cau mày lại, lúc này Trần U Đô cách đó không xa đột nhiên nói, cô nương. Người có biết giết người Tiên Bảo Các chính là tội lớn không? Táng Cương quay đầu nhìn Trần U Đô, vậy bọn họ giết chúng ta thì sao? Trần U Đô cứng họng. Táng Cương nhìn về phía Diệp Quân cách đó không xa, người nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ? Diệp Quân khẽ lắc đầu, trong lòng nói, tháp gia, ta rất thất vọng. Tiểu tháp nói, sao vậy? Diệp Quân nhẹ nhàng nói, một trưởng lão nhỏ của Tiên Bảo Các có thể kiêu ngạo vô lý như vậy. Đây không còn là tiệm lớn khinh khách nữa mà là ỷ vào có chỗ dựa muốn làm gì thì làm. Tiểu tháp im lặng. Diệp Quân nhìn những người trong phòng, lại nói, bao gồm những người trước mắt này, bọn họ không nghĩ giải quyết vấn đề, bọn họ muốn giải quyết người tạo nên vấn đề trước. Tiểu tháp nhẹ giọng nói, chuyện này rất bình thường, thời điểm ta và ông nội ngươi ở cùng nhau, đã gặp nhiều chuyện đen tối hơn nhiều, bây giờ còn tốt. Thật ra thời đại đó đều so nắm đấm của người nào cứng hơn, không hề kiêng kỵ chút nào. Diệp Quân yên lặng một hồi lâu mới nói, càng tầng chót, càng đen tối. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Hách Liên, ám u. Vừa dứt lời, một người đàn ông áo choàng đen từ một bên chậm rãi đi ra. Người tới chính là ám u. Thấy người đột nhiên đi ra, Hách Liên run giọng nói, ngươi là ai? Trong lòng bàn tay ám u xuất hiện một lệnh bài. Khi nhìn thấy lệnh bài kia, con người Hách Liên đột nhiên co rút lại, sau đó ngã xuống đất. Ám lệnh. Đội quân mạnh nhất Tiên Bảo Các chính là ám vệ, chỉ nghe lệnh các chủ và viện trưởng, có quyền bắt giữ bất kỳ nhân viên nào trong Tiên Bảo Các trừ nhóm trưởng lão. Mà đây cũng là thứ khiến người trong Tiên Bảo Các phải khiếp sợ, đặc biệt gần đây, sau khi Tiên Bảo Các bắt đầu cuộc kiểm tra chống tham nhũng quy mô lớn. Rất nhiều chủ sự Tiên Bảo Các đã bị cách chức nhốt lại. Hách Liên không ngờ, nơi này lại có người của ám vệ, nhưng mà ông ta không hề biết người trước mặt này chính là chủ ám vệ. Ám u hành lễ với Diệp Quân, thiếu chủ, nơi này giao cho ta.
Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn dẫn Táng Cương đi ra ngoài, khi đi qua Trần U Đô, hắn đột nhiên nhìn về phía Trần U Đô, bảo tiên bảo các đuổi khách là ý của ngươi hay người bên cạnh ngươi. Trần U Đô biết người trước mặt này tuyệt đối không phải người bình thường, không dám giấu giếm ý của người bên cạnh ta. Diệp Quân khẽ gật đầu, cây trong rừng có đẹp cũng sẽ bị gió quật ngã, người bây giờ đang ở trên cao, hành động cũng phải cẩn thận, cũng phải chú ý người bên cạnh, tránh để bọn họ lấy danh nghĩa của ngươi làm việc ác, rước tai họa cho ngươi. Nói xong, hắn kéo Táng Cương đi ra ngoài. Mà Trần U Đô đứng đó, trên mặt có mồ hôi lạnh chảy xuống. Sau khi Diệp Quân kéo Táng Cương rời khỏi tiên bảo các, thấp giọng thở dài, không ngờ ăn một bữa cơm cũng có chuyện phiền toái như vậy xảy ra. Táng Cương bình tĩnh nói, ta muốn tu luyện. Diệp Quân nhìn Táng Cương nói, vào tháp. Diệp Quân cười nói, có phải cảm thấy bản thân chưa đủ mạnh không? Táng Cương nhìn hắn, giật giật môi, nhưng không nói gì. Diệp Quân nói, muốn nói gì thì nói. Táng Cương bình tĩnh nói lý lẽ không có ích gì cả, muốn khiến họ nhận lỗi thì phải mạnh hơn họ, có nhiều quyền hơn họ, nếu không, bọn họ sẽ không thấy được bản thân sai. Diệp Quân mỉm cười nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Táng Cương nghiêm túc nói, giết. Diệp Quân im lặng. Táng Cương nhìn hắn, ngươi không thích giết người phải không? Diệp Quân lắc đầu, không phải. Chỉ là ta không nghĩ giết người sẽ giải quyết được vấn đề. Táng Cương im lặng. Diệp Quân nói, dĩ nhiên, ngươi nói cũng đúng, có vài người quả thật đáng chết, chờ ngươi tu luyện xong, ta sẽ giao cho ngươi một việc. Táng Cương hơi nhíu mày, việc gì? Diệp Quân cười nói, giết người. Táng Cương nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi luôn giúp ta, chẳng lẽ muốn ta lập công lớn cho ngươi? Diệp Quân cười ha ha một tiếng, đúng vậy. Táng Cương bình tĩnh nói, ta muốn tiền lương. Diệp Quân gật đầu, được, đến lúc đó để ngươi ra điều kiện. Táng Cương hài lòng gật đầu. Một lúc sau, Diệp Quân đưa Táng Cương tới một khu vực trận pháp dịch chuyển. Sau khi hắn dẫn theo Táng Cương vào trận pháp dịch chuyển khởi động, ngay sau đó hai người biến mất. Không lâu sau, Diệp Quân và Táng Cương đi tới khu vực thần hư. Lúc hắn vừa bước vào khu vực thần hư, một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế cung kính hành lễ với Diệp Quân, cha nuôi. Diệp Quân nhìn Đa Nguyên Đạo Đế trước mặt, sau đó nói, gọi ta là viện trưởng là được. Đa Nguyên Đạo Đế hơi do dự, sau đó nói, một ngày là cha, cả đời là cha. Diệp Quân bị ông ta làm cho không nói nên lời. Táng Cương nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, hơi nghi ngờ, cha nuôi ư. Diệp Quân đột nhiên nói, Dĩ An đâu? Đa Nguyên Đạo Đế nói, Dĩ An cô nương đang ở Vương Thành Thần Hư. Diệp Quân gật đầu, đưa ta đi. Đa Nguyên Đạo Đế nói, cha nuôi, phản cô nương kia vẫn đang quỳ. Diệp Quân hơi nhíu mày, quỳ. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, đúng vậy, là cô ngươi bảo cô ta quỳ, nói đợi ngươi đi ra. Cô. Diệp Quân hơi kinh ngạc, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, dẫn ta đi gặp cô ta. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, sau đó dẫn Diệp Quân và Táng Cương biến mất tại chỗ. Rất nhanh, Đa Nguyên Đạo Đế dẫn Diệp Quân và Táng Cương đi tới trước mặt Phản Chiêu Đế đang quỳ cách đó không xa, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, cô ta hơi giật mình, sau đó hung tợn lườn hắn. Diệp Quân bất đắc dĩ nói, cô lườm ta làm gì, cũng không phải ta khiến Phản cô nương quỳ. Phản Chiêu Đế nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế, Đa Nguyên Đạo Đế cung kính nói, cô ngươi nói, chỉ ngươi mới có thể thả cô ta. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, trên người Phản Chiêu Đế có một cỗ lực lượng thần bí bị trấn áp. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Phản Chiêu Đế, hắn biết. Cô nhất định sẽ không vô cớ trấn áp cô ta, nhất định là có nguyên nhân. Trên mặt Phản Chiêu Đế không có biểu cảm gì, cũng không yêu cầu Diệp Quân thả cô ta đi. Lòng kiêu ngạo của cô ta không cho phép cô ta cúi đầu. Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế, nói chi tiết chuyện đã xảy ra. Đa Nguyên Đạo Đế khẽ gật đầu, sau đó kể lại chuyện gì đã xảy ra sau khi Diệp Quân rời đi.
Sau khi nghe Đa Nguyên Đạo Đế kể xong, Diệp Quân cau mày, nhìn về phía Phản Chiêu Đế, cô muốn mượn tay cô của ta để diệt trừ sáng thế đạo điện. Phản Chiêu Đế trầm mặc không nói gì. Diệp Quân xoay người rời đi. Phản Chiêu Đế đột nhiên nói, ừ. Diệp Quân dừng bước lại, hắn xoay người nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế, ông biết sáng thế đạo điện này không? Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, biết một chút, nhưng không nhiều. Diệp Quân hơi nghi ngờ, không phải ông vốn ở sáng thế đạo điện sao? Đa Nguyên Đạo Đế cười khổ, nói thật, ta là người gác cổng sáng thế đạo điện. Diệp Quân ngạc nhiên, gác cổng. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, đúng vậy, sáng thế đạo điện này là một thế lực vô cùng cổ xưa, bên trong có một vị đế thần, thực lực của vị đế thần này. Nói đến đây, sắc mặt ông ta bật chợt trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Diệp Quân nói, rất mạnh à. Đa Nguyên Đạo Đế nghiêm túc gật đầu, vô cùng mạnh, cho nên thực lực của ta mới như vậy. Nói đến đây, ông ta liếc nhìn Diệp Quân, cười mỉa, sở dĩ thực lực của ta đạt đến trình độ này là vì ta nhận được một phần cơ duyên, bao gồm cả pháp ấn vô thượng cũng là đạt được ở trong đó, nhưng ta chưa từng gặp vị đế thần đó, không chỉ vị đế thần đó mà ngay cả hai vị thần hầu cũng chưa từng nhìn thấy. Diệp Quân hỏi, thần hầu. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, là đệ tử mà vị đế thần kia thu nhận, thực lực rất mạnh. Diệp Quân hơi hiếu kỳ, mạnh đến mức nào? Đa Nguyên Đạo Đế trầm giọng nói, có thể tùy tiện trấn áp chúng ta, tuy rằng chưa gặp, nhưng chúng ta từng thấy tượng của bọn họ cũng từng hiển linh, chỉ là một đạo uy áp đã trấn áp ta. Diệp Quân im lặng. Chỉ vẻn vẹn một đạo uy áp đã có thể trấn áp Đa Nguyên Đạo Đế, hơn nữa còn là bản thể của ông ta, có thể tưởng tượng kinh khủng đến mức nào. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn về phía Diệp Quân, nghiêm túc nói, sáng thế đạo điện này không thể khinh thường. Diệp Quân khẽ gật đầu, gần đây ta hơi bận, nếu bọn họ tới làm phiền, Đa Nguyên Đạo Đế giúp ta một chút nhé. Vẻ mặt Đa Nguyên Đạo Đế cứng đờ. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Phản Chiêu Đế đang quỳ cách đó không xa, Phản Chiêu Đế mặt lạnh nói, ta biết nhiều hơn chút. Diệp Quân đột nhiên tò mò hỏi, nói chi tiết. Phản Chiêu Đế nhìn chằm chằm Diệp Quân, muốn ta quỳ nói cho ngươi sao? Diệp Quân nói, đứng lên đi. Vừa dứt lời, cổ lực lượng thần bí trên người Phản Chiêu Đế đột nhiên biến mất, Phản Chiêu Đế lập tức đứng dậy. Thấy cảnh này, Diệp Quân khẽ cười, tháp ra, đây có tính là ta nói là làm ngay không? Đột nhiên, một lực lượng thần bí đè lên Diệp Quân ngã thẳng xuống, sau đó mông hắn như bị thứ gì đó quất mạnh, lập tức sưng tấy. Tiểu tháp vui sướng khi thấy người gặp họa, này, cô ngươi nể mặt ngươi. Ngươi còn giả bộ gì, muốn bị đánh à? Diệp Quân cười khổ, xem ra sau này vẫn không thể tùy tiện vờ vịt gì đó nữa. Lúc này Phản Chiêu Đế cách đó không xa đứng lên, cô ta chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quân, cứ thế vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào Đa Nguyên Đạo Đế bên cạnh Diệp Quân. Ông ta biết sự đáng sợ của Phản Chiêu Đế, đến bây giờ trong số những người ông ta từng gặp, chỉ có người phụ nữ váy trắng mới có thể trấn áp được cô ta. Diệp Quân bình tĩnh nhìn cô ta, tất nhiên hắn không sợ người phụ nữ này làm hại hắn, đầu óc người này vẫn chưa hỏng. Phản Chiêu Đế quay đầu nhìn Táng Cương ở một bên, Táng Cương thấy cô ta nhìn sang thì nhíu mày. Phản Chiêu Đế nhìn Táng Cương, không biết nhìn thấy gì, mắt cô ta sáng lên, ngươi nhặt cô bé này từ đâu vậy? Diệp Quân bình tĩnh nói, Phản cô nương, nói về thần điện sáng thế đi. Phản Chiêu Đế hơi tiếc nuối rời mắt khỏi người Táng Cương, cô ta nhìn Diệp Quân, vị sáng thế thần ở thần điện sáng thế từng là cường giả đỉnh cao của nền văn minh vũ trụ cấp 8, còn là người mạnh nhất trong lịch sử, từng tạo ra vạn đạo vạn pháp, tự xưng là đế thần, vị thần giữa các đế. Diệp Quân trầm giọng nói, ông ta đến nền văn minh vũ trụ cấp 9. Phản Chiêu Đế gật đầu, ừ, trong lịch sử nền văn minh vũ trụ cấp 8, chỉ có ông ta đột phá cực hạn của mình. Nói đến đây, cô ta nhìn Diệp Quân, ông ta tiến vào nền văn minh vũ trụ cấp 9, nhưng không phải lẻn vào, mà là dựa vào thực lực vô địch của mình để vào. Diệp Quân nhíu mày. Phản Chiêu Đế nói tiếp, mặc dù đã bước vào nền văn minh vũ trụ cấp 9, nhưng ông ta vẫn không bỏ quyền kiểm soát nền văn minh vũ trụ cấp 8. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, cảnh giới đế thần.
Phạn Chiêu Đế khẽ gật đầu, đây là cảnh giới do chính ông ta tạo ra, cũng là cảnh giới cao nhất dưới nền văn minh vũ trụ cấp 8 hiện nay, tất nhiên là vô cảnh giới. Diệp Quân ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói, Phạn cô nương, cô có thể nói cho ta biết về sự phân chia cảnh giới của nền văn minh vũ trụ 8 cấp hiện nay không? Hắn luôn có cảm giác cảnh giới của các nền văn minh này quá hỗn loạn. Hắn đã quyết định đợi sau này thống nhất toàn vũ trụ, hắn phải nói theo vị tổ long của hệ ngân hà, xe cộ, chữ viết, chế độ, cảnh giới đều giống nhau. Hắn muốn đưa ra một hệ thống tu luyện chung cho toàn vũ trụ, hệ thống hoàn toàn mới. Như biết Diệp Quân nghĩ gì, Phạn Chiêu Đế ở một bên bỗng nói, người đừng nghĩ cảnh giới của tất cả nền văn minh vũ trụ đều giống nhau. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế, ý cô là sao? Phạn Chiêu Đế nói, thực lực của mỗi nền văn minh vũ trụ là khác nhau, làm sao có thể sử dụng chung một hệ thống tu luyện được, Diệp Quân cau mày, hắn quả thật không để ý tới điểm này. Phạn Chiêu Đế nói tiếp, hơn nữa, cách tu luyện của các nền văn minh vũ trụ hơi khác nhau. Thế nên muốn hệ thống tu luyện của mỗi vũ trụ hoàn toàn giống nhau là chuyện không thể. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Phạn Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, sau đó nói, chúng ta nói về cảnh giới của nền văn minh vũ trụ cấp 8. Cảnh giới cao nhất của nền văn minh vũ trụ cấp 8 là cảnh giới đế thần, dưới nó là cảnh giới đế tổ, cảnh giới đế nguyên, cảnh giới đế huyền, cảnh giới đạo đế. Diệp Quân nhìn đa nguyên đạo đế khẽ gật đầu, ta là cảnh giới đạo đế. Diệp Quân trầm giọng nói, phía trên ông còn có 4 vị cảnh giới nữa hả? Đa nguyên đạo đế gật đầu, vì cảnh giới đạo đế của ta vẫn là bởi vì ta tiến vào sáng thế đạo điện, ở đó có được cơ hội, không chỉ ta, mà rất nhiều cường giả đỉnh cấp của nền văn minh vũ trụ cấp 8 và nền văn minh vũ trụ cấp 7 đều nghĩ cách để đến sáng thế đạo điện, sau đó tìm cơ hội ở đó. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế, cô thì sao? Cô ở cảnh giới nào? Phạn Chiêu Đế cười nói, người đoán xem. Diệp Quân sầm mặt. Đa nguyên đạo đế bỗng nói, chúng ta vẫn phải cẩn thận, vì sáng thế đế thần này có rất nhiều tín đồ, những tín đồ đó cực kỳ sùng bái ông ta, trong những tín đồ này không có ai là người đơn giản, rất có thể họ là chủ nhân của nền văn minh một vũ trụ nào đó, hoặc là tán tu cực kỳ mạnh nào đó. Ngoài ra, còn phải đặc biệt cẩn thận với 4 thần hầu của sáng thế đế thần, thực lực của 4 người đó đều là cảnh giới đỉnh cao đế tổ, vô cùng đáng sợ. Nói đến đây, thật ra ông ta cũng hơi lo lắng. Ông ta từng ở trong sáng thế đạo điện nên biết nơi đó khủng khiếp thế nào, mặc dù người phụ nữ váy trắng cũng rất đáng sợ, nhưng ông ta không biết thực lực thực sự của người phụ nữ váy trắng nên ông ta vẫn cảm thấy hơi bất an. Dĩ nhiên bây giờ ông ta cũng biết rất rõ, ông ta chỉ có thể đi theo cha nuôi trước mặt này đến cùng. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế, mục đích ban đầu của cô là muốn mượn tay cô của ta để tiêu diệt sáng thế đạo điện này. Phạn Chiêu Đế không cảm xúc, cũng không nói gì. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế rồi lắc đầu, tính kế cô của ta, cô nghĩ sao thế hả? Phạn Chiêu Đế hừ một tiếng, không nói gì. Diệp Quân bỗng nhìn đa nguyên đạo đế, làm sao để dung hợp pháp ấn. Đa nguyên đạo đế nhanh chóng xòe tay ra, pháp ấn vô thượng xuất hiện trong tay ông ta đưa pháp ấn vô thượng đến trước mặt Diệp Quân, đã hoàn toàn tích hợp, bây giờ chỉ cần nó nhận ngươi là chủ là được. Diệp Quân cầm lấy pháp ấn về thượng đó, chậm rãi nhắm mắt lại, pháp ấn vô thượng bắt đầu khẽ run lên, sau đó một tia năng lượng bí ẩn tiến vào ý thức của hắn. Sau đó hắn có thể cảm nhận rất rõ mọi thứ của pháp ấn vô thượng. Bây giờ pháp ấn vô thượng đã dung hợp hoàn toàn với quan huyên pháp của hắn. Đa nguyên đạo đế bỗng nói, bây giờ quan huyên pháp này đã không chỉ là một bộ pháp luật, mà còn là một phương pháp tu luyện, chỉ cần tu luyện theo phương pháp này thì có thể đạt được sức mạnh pháp luật cường đại. Đương nhiên, đây là cực hạn của pháp này tùy thuộc thực lực của ngươi, ngươi càng mạnh thì pháp này càng mạnh, nếu ngươi không có giới hạn, pháp này sẽ không có giới hạn. Nghe thế, vẻ mặt Diệp Quân thay đổi, bộ luật pháp này tương đương với công pháp kiểu trưởng thành. Hơn nữa, ngoài việc tập trung vào thiên phú cá nhân, tu luyện pháp này còn đòi hỏi sự thuần khiết, tức là chỉ những người thực sự tuân thủ theo pháp này từ tận đáy lòng mới có thể thu được sức mạnh quan huyên pháp thuần khiết nhất, người nào càng thuần khiết thì thực lực càng mạnh. Đây là sự ràng buộc vô hình. Diệp Quân khá kỳ vọng, sau khi thực lực khôi phục, hắn sẽ quay về vũ trụ quan huyên để thực hiện pháp này. Để người ở vũ trụ quan huyên bắt đầu tu luyện quan huyên pháp.
Diệp Quân như đã nghĩ tới điều gì, hắn nhìn Đa Nguyên đạo đế, Đa Nguyên, theo ta được biết, ông không phải là người tham sống sợ chết, sở dĩ lúc đầu ông đầu hàng chắc hẳn là có nguyên nhân gì đó. Đa Nguyên đạo đế hơi sửng sốt, sau đó gật đầu. Diệp Quân nhìn ông ta, thấy ông ta không muốn nói thêm gì nữa, hắn cũng không nói thêm gì nữa, nói, đưa ta đi gặp Dĩ An đi. Đa Nguyên đạo đế gật đầu, ừ. Nói rồi ông ta dẫn Diệp Quân và Táng Cương rời đi, còn Phản Chiêu đế trầm ngâm một lúc, sau đó cũng đi theo. Chẳng bao lâu sau, Diệp Quân và Táng Cương đi theo Đa Nguyên đạo đế đến Vương Thành Thần Hư, lúc này Dương Dĩ An đã trở thành chủ của khu vực Thần Hư. Bởi vì trước đó người phụ nữ váy trắng đã thể hiện sức mạnh đáng sợ, các thế lực lớn trong khu vực Thần Hư đều không dám chống cự. Hơn nữa, có thêm sự giúp đỡ của Đa Nguyên đạo đế, Dương Dĩ An gần như không tốn sức đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Thần Hư. Trong đại điện, Dương Dĩ An nhìn thấy Diệp Quân thì mừng rỡ không thôi, chạy đến trước mặt hắn rồi ôm chầm lấy hắn. Thấy thế, Táng Cương khẽ cau mày. Diệp Quân xoa đầu Dương Dĩ An, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Lúc này, Dương Dĩ An để ý thấy bên cạnh còn có người khác, cô bé nhanh chóng buông Diệp Quân ra, khi nhìn thấy Táng Cương, cô bé hơi giật mình, vị này là... Diệp Quân đang định nói thì Táng Cương bỗng lên tiếng, Táng Cương. Táng Cương. Dương Dĩ An chớp mắt, sau đó nhìn Diệp Quân, Diệp Quân mỉm cười, cô bé đến từ đại lục vị vứt bỏ. Dương Dĩ An gật đầu, sau đó nói, chúng ta ăn cơm trước đi. Diệp Quân cười nói, được. Đa Nguyên đạo đế thức thời đi ra ngoài, nhưng Phản Chiêu đế thì lại không. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu đế nói, ăn chung đi. Diệp Quân cạn lời. Ba người đi đến ngoài chính điện, Diệp Quân bắt đầu nướng thịt cừu cho những người còn lại, mặt Dương Dĩ An tràn đầy vẻ mong đợi, đã lâu rồi cô bé chưa được ăn thịt cừu nướng. Phản Chiêu đế bỗng nói, tiếp theo ngươi định làm gì? Diệp Quân nói, hoàn thiện quan huyên pháp, hoàn thiện trật tự hiện nay, tiện thể đến vực Cửu Châu xem thử. Vực Cửu Châu. Phản Chiêu đế híp mắt, ngươi lại còn biết đến nơi này. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, cô cũng biết nơi này à? Phản Chiêu đế gật đầu, năm đó từng đến một lần. Diệp Quân hỏi, nơi đó thế nào? Phản Chiêu đế ngẫm nghĩ, sau đó nói, có rất nhiều thiên kiêu, thiên tài xuất chúng thật sự. Diệp Quân cười nói, vậy ta lại càng mong đợi. Phản Chiêu đế nói, ngươi chắc chắn muốn đến nơi đó. Diệp Quân gật đầu, ừ. Phản Chiêu đế gật đầu, quả thật có thể đi xem thử, có thể mở mang kiến thức. Diệp Quân nói, nơi đó là nền văn minh vũ trụ cấp chín à? Phản Chiêu đế lắc đầu, nơi đó khá phức tạp. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Quân gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa, nướng thịt cừu xong bèn chia cho mấy người phụ nữ. Đây là lần đầu tiên Táng Cương ăn thịt cừu nướng, vừa bỏ vào miệng, hai mắt cô bé lập tức sáng lên, cô bé nhìn Diệp Quân đang chuyên tâm nướng cừu bên cạnh, phải nói là từ khi đi theo người đàn ông này, mỗi ngày đều có thể ăn được đồ ngon. Phiếu cơm dài hạn. Một lúc sau, Phản Chiêu đế bỗng đứng dậy nói, ta đi đây. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu đế, đi. Phản Chiêu đế gật đầu rồi nhìn Dương Dĩ An, ở đây có Đa Nguyên đạo đế giúp cô ta, không cần ta nữa, ta phải đi xử lý việc của mình. Diệp Quân nói, chuyện gì? Phản Chiêu đế cười nói, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ biết thôi. Nói rồi cô ta bỗng giơ ngón tay ra, một tia sáng trắng đi vào giữa trán Dương Dĩ An, sau này cứ tu luyện theo cái này, chẳng bao lâu nữa. Ngươi sẽ trở thành cường giả hạng nhất ở thế giới này. Nói rồi cô ta xoay người rồi biến mất. Diệp Quân nhíu mày, người phụ nữ này chắc chắn lại muốn làm chuyện xấu gì rồi. Diệp Quân thu hồi ý nghĩ, lúc này hắn như cảm nhận được cái gì, sắc mặt thay đổi ngay sau đó cả người hắn đã lên đến thời không vô tận. Cách Diệp Quân mười mấy mét, một gã đàn ông mặc áo giáp đang đứng đó. Thấy người đến, Diệp Quân cau mày. Hắn không nhận ra người trước mặt là ai. Đúng lúc này, Đa Nguyên đạo đế xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, nhìn chằm chằm gã đàn ông mặc khôi giáp đen, Nguyễn Thương. Diệp Quân nhìn Đa Nguyên đạo đế trầm giọng nói, gã là người của Sáng Thế Đạo Điện. Sáng Thế Đạo Điện. Diệp Quân sửng sốt,
sau đó nhìn Nguyễn Thương, có chuyện gì? Nguyễn Thương nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, rồi nhìn Diệp Quân, ta phụng mệnh đến giết ngươi. Diệp Quân hơi nheo mắt, sáng thế đế thần. Nguyễn Thương gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân cau mày nói, ta không có mâu thuẫn với ông ta, sao ông ta phải giết ta? Nguyễn Thương nói, năm đó, có một thanh kiếm đã đến sáng thế đạo điện, mạo phạm thần uy đế thần. Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó nói, ta đề nghị ngươi đi tìm chủ nhân của thanh kiếm đó, ta có thể cung cấp vị trí chính xác. Đa Nguyên Đạo Đế. Nguyễn Thương nhìn Diệp Quân, nói, Diệp công tử, ta không đánh lại chủ nhân của thanh kiếm kia. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, cho nên, ngươi đến tìm ta hả? Nguyễn Thương gật đầu, phải. Diệp Quân. Đa Nguyên Đạo Đế nói, Nguyễn Thương, thoạt nhìn ngươi không giống đến giết cậu Diệp. Nguyễn Thương im lặng. Quả thật gã đến đây không phải để giết người, bởi gã biết chủ nhân của thanh kiếm kia rất kinh khủng, cho dù có giết người trước mặt, gã không chịu được việc chủ nhân thanh kiếm kia trả thù. Diệp Quân nhìn Nguyễn Thương, ý của ngươi là... Nguyễn Thương trầm giọng nói, Diệp công tử, thành thật mà nói, ta không muốn trở thành kẻ thù của ngươi, nhưng hôm nay, ta phụng mệnh đến giết ngươi, nếu không thi hành, ta cũng khó mà báo cáo kết quả, ta hiểu rõ, với thực lực của ta không thể giết ngươi, cho nên, ta đến thương lượng với ngươi, xem có biện pháp nào vẹn cả đôi đường hay không. Diệp Quân và Đa Nguyên Đạo Đế đều bất ngờ. Bọn họ không ngờ rằng người này đến đây để bàn biện pháp đối phó. Diệp Quân và Đa Nguyên Đạo Đế nhìn nhau, Đa Nguyên Đạo Đế trầm giọng nói, Nguyễn Thương, ngươi không nói đùa đấy chứ. Nguyễn Thương hờ hững nói, Đa Nguyên, ngươi nhìn ta có giống đang đùa giỡn với ngươi không? Đa Nguyên Đạo Đế quay đầu nhìn Diệp Quân suy nghĩ một hồi, rồi nói, ngươi nghĩ sao? Nguyễn Thương lắc đầu, ta chưa tìm ra cách. Tất cả những gì ta biết là Bùi Thần Hầu muốn giết ngươi, trước mắt không phải vấn đề gì lớn, nhưng sau này, cô ta thấy ta không có động tĩnh gì, nhất định sẽ tự mình ra tay. Nói đến đây, vẻ mặt gã trở nên nghiêm túc. Không thể không nói, lúc này gã cũng rất bất lực, mẹ kiếp, Bùi Thần Hầu kia cũng vậy, bảo gã tự mình đến giết, cô ta thật coi trọng gã. Chẳng lẽ cô ta không biết mình chỉ là người gác cổng thôi sao? Diệp Quân suy nghĩ. Sau đó nói, Nguyễn Thương, thế này nhé, người giúp ta trì hoãn một khoảng thời gian. Nguyễn Thương nhìn Diệp Quân, trì hoãn một khoảng thời gian. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, bây giờ tu vi của ta đang bị phong bế, nên cần một khoảng thời gian nhất định. Nguyễn Thương im lặng không nói gì. Lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế đứng bên cạnh chợt nói, Nguyễn Thương, đi theo cậu Diệp, nhất định sẽ có tiền đồ. Nguyễn Thương nhìn Diệp Quân. Rồi nói, ta chỉ muốn bảo vệ chính mình. Đi theo chủ nhân thanh kiếm kia của Diệp Quân quả thực rất mạnh, nhưng sáng thế đạo điện cũng rất đáng sợ. Gã không muốn đắc tội với cả hai bên. Dường như biết suy nghĩ của Nguyễn Thương, Đa Nguyên Đạo Đế nói, Nguyễn Thương, ngươi đừng nghĩ không đắc tội với cả hai bên, ngươi đến gặp Diệp công tử để tìm cách, nếu để sáng thế đạo điện biết, ngươi nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao, hiện tại ngươi phải đưa ra lựa chọn. Nguyễn Thương im lặng, sắc mặt có hơi khó coi. Đa Nguyên Đạo Đế nói tiếp, Nguyễn Thương, chọn một cái đi. Nguyễn Thương lắc đầu, ta không trì hoãn được, Bùi Thần Hầu kia là cường giả cấp thần tổ, nếu muốn lừa cô ta, căn bản là không thể. Đa Nguyên Đạo Đế cau mày. Lúc này, Diệp Quân nói, như thế này đi, ngươi cứ nói bên cạnh ta có một cường giả cấp cao, cường giả này quá mạnh, ngươi không làm gì được ta. Để cô ta tự mình tìm ra cường giả cấp cao bên cạnh ta. Nguyễn Thương nói, chủ nhân của thanh kiếm kia. Diệp Quân lắc đầu lấy ra một bức chân dung, người trong bức chân dung không ai khác chính là Phản Chiêu Đế. Khi nhìn thấy người trong tranh, Đa Nguyên Đạo Đế chấn động. Nguyễn Thương nói, Phản Chiêu Đế. Diệp Quân kinh ngạc, người biết cô ta. Nguyễn Thương gật đầu, đã từng tiếp xúc, bởi vì trước kia cô ta ở cạnh, nên... Ta không xuất hiện. Nói đến đây, gã nhìn Diệp Quân nói, Diệp công tử, người muốn giá họa cho cô ta ư? Diệp Quân nghiêm túc nói, không phải giá họa, Phản cô nương là bạn tốt của ta, không tin, người hỏi Đa Nguyên đi. Nguyễn Thương nhìn Đa Nguyên Đạo Đế do dự, rồi gật đầu, đúng đúng. Nguyễn Thương suy nghĩ, nói, được,
nếu Bùi Thần Hầu kia xuất hiện lần nữa, ta sẽ nói với cô ta như vậy, nhưng cậu Diệp, bây giờ ngươi đang nằm trong danh sách đen của Sáng Thế Đạo Điện, vì vậy, ngươi phải cẩn thận, những người khác cũng có thể đến giết ngươi. Diệp Quân nói, mấy tín đồ của Sáng Thế Đế Thần à? Nguyễn Thương gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân khẽ gật đầu, cảm ơn đã nói cho ta biết. Nguyễn Thương gật đầu, tạm biệt. Nói xong, gã xoay người biến mất. Diệp Quân quay về vị trí cũ, lúc này, mặt Dương Dĩ An đầy lo lắng, trong mắt cũng tràn đầy lo âu. Táng Cương đang nắm chặt một con dao nhỏ, trong mắt có ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Thấy Diệp Quân đột nhiên xuất hiện, Dương Dĩ An vội vàng nắm lấy tay hắn, nói, xảy ra chuyện gì? Diệp Quân cười, không có chuyện gì, ta mới đi gặp một người bạn thôi. Bạn! Dương Dĩ An thở phào nhẹ nhõm, cô bé nhìn Diệp Quân, khẽ nói, lần sau đừng im lặng rồi biến mất, rất dọa người. Diệp Quân gật đầu, được. Dương Dĩ An kéo Diệp Quân ngồi xuống, sau đó lấy ra cuốn sách cổ, cười nói, chúng ta đọc sách đi. Có rất nhiều chỗ ta không hiểu. Diệp Quân gật đầu, được. Giống như nghĩ đến điều gì đó, Dương Dĩ An quay đầu nhìn Táng Cương cô nương, có muốn đi làm chút việc không? Táng Cương nhìn cô bé, không vội. Diệp Quân. Dương Dĩ An do dự, rồi nói, vậy ngươi đọc sách với bọn ta đi. Táng Cương nói, được. Nói xong, cô bé ngồi xuống bên trái Diệp Quân. Diệp Quân nhìn hai cô bé, lắc đầu cười, vì vậy, thời gian tiếp theo, hắn bắt đầu dạy hai cô bé đọc sách. Hắn không vội rời khỏi khu vực thần hư, mà ở lại giúp Dương Dĩ An quản lý khu vực thần hư. Bây giờ một số thế lực đã thần phục dưới quyền của Dương Dĩ An, mặc dù những thế lực lớn này không thể so sánh với Sáng Thế Đạo Điện, nhưng nếu đặt vào vũ trụ quan huyên thì đó chính là trần nhà. Lần này, Diệp Quân không để người của vũ trụ quan huyên tiếp quản nơi này, mà hắn giao mọi thứ cho Dương Dĩ An và Đa Nguyên Đạo Đế phụ trách, thực lực bây giờ của vũ trụ quan huyên và nơi này còn chênh lệch, nếu để người của vũ trụ quan huyên tiếp quản, chắc chắn thế lực nơi này sẽ không phục tùng, sau đó sẽ phát sinh nhiều vấn đề hơn. Vì vậy, hắn quyết định chia chỗ này thành các khu để sửa sang, chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, không sáp nhập vào thư viện quan huyên. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Quân phát hiện, tốc độ tu luyện và năng lực của Dương Dĩ An đã tăng lên không ít, không thể không nói, Đa Nguyên Đạo Đế vẫn rất tốt, dưới sự hướng dẫn của ông ta, tu vi của Dương Dĩ An đã có bước nhảy vọt, không chỉ vậy, cô bé còn học được cách xử lý triều chính, cũng học rất nhanh, tuy nhiên, vẫn cần có Đa Nguyên Đạo Đế giúp đỡ và trấn nhiếp. Ngoài Dương Dĩ An, tốc độ luyện tập của Táng Cương cũng rất nhanh, mỗi ngày cô bé đều ở trong tiểu tháp tu luyện, mà người hướng dẫn cho cô bé là Diệp Quân và tiểu tháp. Chẳng qua họ phát hiện, cô nhóc này không có nhiều hứng thú với thứ khác, chỉ chuyên về thuật đề đầu. Ngoài cái này ra, hắn còn phát hiện, cô bé cũng rất thích chát não môn, mỗi ngày đều luyện tập. Khi Diệp Quân rảnh rỗi, sẽ nghiên cứu quan huyên pháp trong vô thượng thần, chỉ cần hắn mang nó về vũ trụ quan huyên, quảng bá mạnh mẽ, để mọi người chủ động tu hành quan huyên pháp, như vậy không những tỷ lệ phạm pháp của vũ trụ quan huyên giảm bớt, thực lực của bản thân cũng tăng cao. Sức mạnh tín ngưỡng. Dĩ nhiên, cuối cùng hắn vẫn chọn kiếm đạo, chẳng qua đối với hắn, sức mạnh tín ngưỡng cũng có thể biến thành sức mạnh kiếm đạo. Sức mạnh kiếm đạo. Trật tự kiếm đạo. Trên thực tế cả hai không hề bất đồng. Bây giờ đối với hắn, đã xác định con đường kiếm đạo trong tương lai. Hiện tại mỗi ngày hắn đều nghiên cứu những quy tắc trong quan huyên pháp, hôm nay, hắn cau mày nói, tháp gia. Ta cảm thấy những quy tắc này vẫn còn chưa hoàn thiện. Tiểu tháp nói, là sao? Diệp Quân nói, có một số quy tắc vẫn còn hơi cứng ngắc. Tiểu tháp nói, bình thường, thế gian này không có luật pháp nào hoàn hảo cả, cho nên, cuối cùng vẫn phải dựa vào người thực hành luật pháp. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau khi quay về, ta cẩn thận sẽ thảo luận với mọi người, những quy tắc này phải không ngừng cải tiến. Nói đến đây, dường như hắn nghĩ ra gì đó, nhíu mày nói, tháp gia, tu vi của ta vẫn chưa khôi phục. Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày hắn đến khu vực thần hư, nhưng cho đến nay, tu vi của hắn vẫn chưa khôi phục. Chuyện này không bình thường lắm. Tiểu tháp trầm mặc một lúc lâu, mới nói, có thể là do ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Quân cau mày, những sinh linh trên đại lục bị vứt bỏ đã rời đi nơi khác.
Tiểu Tháp đột nhiên nói, đó không phải là điểm mấu chốt nhất. Diệp Quân nói, có ý gì? Tiểu Tháp nói, ý là, có thể ngươi chưa gặp nhiệm vụ chính, vì thế, cô ngươi chưa xuất hiện. Diệp Quân trầm giọng nói, nhiệm vụ chính. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, chuyện mà cô và cha ngươi bảo ngươi làm, sao có thể hoàn thành dễ dàng như vậy? Hơn nữa, không phải cô ngươi đã nói cha ngươi còn thiếu ân tình người nào đó sao? Tiểu Tháp bổ sung, còn một điều nữa, không phải đã nói không dựa vào ai sao, nhưng lần này ngươi vẫn dựa vào tỷ tỷ ngươi. Diệp Quân im lặng, rồi khẽ thở dài, tháp ra, làm một người ở tầng dưới, không có chỗ dựa, không có người đứng sau, không thể chống lại ý trời, thế giới này quá đen tối. Tiểu Tháp nói, không phải ông nội ngươi vẫn dựa vào bản thân mình sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, người giống ông nội ta có lẽ vạn năm mới xuất hiện một lần. Ta sao có thể so với ông nội của ta chứ? Đột nhiên, một luồng kiếm khí từ đỉnh đầu Diệp Quân xuyên thẳng lên trời, trong nháy mắt tu vi của Diệp Quân được khôi phục, không chỉ như vậy, còn điên cuồng tăng vọt. Tiểu Tháp chết lặng, mẹ kiếp, đúng là quỷ nịnh bợ. Nhưng vào lúc này, một luồng kiếm quang rơi thẳng xuống, xuyên qua đỉnh đầu Diệp Quân, chỉ trong chốc lát, tu vi của Diệp Quân lần nữa bị phong ấn. Hừ! Giọng nói của người đàn ông áo xanh từ trong vũ trụ tinh không vang lên. Không phục, một giọng nói lạnh lùng khác đột nhiên vang lên. Giọng nói của người phụ nữ váy trắng. Lúc nghe thấy hai từ không phục, sắc mặt Diệp Quân lập tức thay đổi. Ông nội và cô sẽ không đánh nhau chứ? Hắn nhìn lên bầu trời sâu thẳm, nhưng không thấy gì cả. Sâu trong tinh không xa xôi, vang lên một giọng nói có phần bất đắc dĩ, cha. Chúng con đang dạy dỗ thằng bé, cha đừng làm loạn. Là giọng nói của Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh cảm thấy khó chịu, nói, làm loạn cái gì chứ? Đó là cháu trai ta mà. Diệp Huyên lạnh lùng nói, đến cả con trai mình mà cha còn không dạy dỗ, cha dạy dỗ cháu trai làm gì? Người đàn ông áo xanh. Trong tức khắc, tinh không trở nên yên tĩnh. Lúc Diệp Quân đang tò mò nhìn lên tinh không, hắn bỗng cảm thấy có luồng sức mạnh từ trên trời giáng xuống, giống như có thứ gì đó đánh vào mông hắn. Bốp, Diệp Quân nhảy dựng lên, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Tiểu Tháp cười trên nỗi đau của người khác, đồ ngốc, cha ngươi vì để ngăn cản cô và ông nội ngươi đánh nhau đến chết, đã cố gắng rất nhiều, nhưng chỉ vì một câu nói của ngươi, thiếu chút nữa bắt đầu nội chiến, ngươi đúng là... Bốp! Ngay lúc này, có âm thanh lanh lảnh vang lên. Chẳng qua, lần này không phải đánh Diệp Quân, mà là Tháp Gia. Tháp Gia lập tức nhảy dựng lên, vừa đau vừa lo lắng, chết tiệt liên quan gì đến ta chứ? Một giọng nói từ bên trong Tháp Gia vang lên, dạy dỗ nó tốt một chút. Tháp Gia nổi điên nói, chết tiệt, tên này có hàng vạn ý tưởng xấu, ta không quản được hắn. Không ai trả lời. Tháp Gia khóc không ra nước mắt, con mẹ nó, đúng là tai bay vạ gió. Một lúc lâu sau, Diệp Quân lắc đầu cười, vốn là muốn nịnh nọt ông nội, xem có thể phá phong ấn, khôi phục tu vi hay không, nhưng không ngờ cô vẫn luôn nhìn chằm chằm. Hành động này đúng là ngu ngốc. Nhiệm vụ mà cô giao cho, không thể làm qua loa được. Cảm nhận tu vi lần nữa bị phong ấn, Diệp Quân bất đắc dĩ nói, Tháp Gia ta nên làm gì bây giờ? Tiểu Tháp nói, hay là hỏi cô ngươi thử xem. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói, tu vi vẫn chưa khôi phục thì nhất định cô có ý khác. Tiểu Tháp nói, người sợ bị đánh thì có. Diệp Quân. Tiểu Tháp nói, thật ra ta đoán là nhiệm vụ chưa hoàn thành, mấu chốt có thể là cô bé táng cương kia, ngươi còn nhớ cô ngươi nói cha ngươi nợ ân tình người ta chứ, nói cách khác, ân tình này ngươi còn chưa trả. Diệp Quân cảm thấy hơi nhức đầu, bởi hắn không biết cha mình đã nợ ân tình ai. Tiểu Tháp nói tiếp, không phải trước đây cô bé đó có cảm giác quen thuộc với vực Cửu Châu sao? Ta cảm thấy, có thể cô bé đến từ nơi đó. Diệp Quân trầm giọng nói, cho nên, chúng ta phải đưa Táng Cương đến vực Cửu Châu. Tiểu Tháp nói, phải xem người muốn khôi phục tu vi hay không, phải biết rằng, lần khôi phục tu vi này, đồng nghĩa với việc cô ngươi giúp người thắp sáng một ô cuối cùng, người không mong đợi sao? Diệp Quân im lặng. Không thể không nói, quả thật hắn rất mong đợi. Nếu thắp sáng ô cuối cùng,
vậy hắn có thể đạt đến trình độ của Kiếm Thanh Huyên, điều quan trọng nhất là cô tự mình thắp sáng, vậy có thể như nhau sao? Nghĩ tới đây, Diệp Quân không do dự nữa, lập tức nói, mẹ kiếp, đi vực Cửu Châu. Đúng lúc này, Dương Dĩ An đột nhiên xuất hiện ở cửa, hôm nay cô bé mặc một bộ cung bào, trông cô bé bớt trẻ con mà nhìn có vẻ trưởng thành hơn. Hiện tại cô bé đã là vô thần hư, Diệp Quân không nghĩ nữa, liếc nhìn Dương Dĩ An, Dương Dĩ An bước đến trước mặt hắn, trên tay cô bé cầm một cuốn sách cổ. Diệp Quân cười nói, hôm nay chúng ta không đọc sách, cùng nhau đi dạo nhé. Dương Dĩ An hơi giật mình, sau đó gật đầu, được. Trong một khu vườn, Diệp Quân và Dương Dĩ An chậm rãi bước đi, xung quanh là mùi thơm của hoa, vô cùng tĩnh mịch. Dương Dĩ An nhẹ nhàng nói, phải đi ư. Diệp Quân gật đầu, ừ. Dương Dĩ An nhìn hắn, hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quân quay sang nhìn cô bé, khẽ nói, mệt không? Dương Dĩ An gật đầu, mệt. Diệp Quân đang muốn nói chuyện, Dương Dĩ An đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, nhưng ta cảm thấy như vậy cũng tốt. Diệp Quân cười nói, tại sao? Dương Dĩ An nghiêm túc nói, đây là cơ hội giúp ta thay đổi vận mệnh của mình. Diệp Quân sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của cô bé, cười nói, thật là khác nhau. Dương Dĩ An khẽ mỉm cười, rồi kéo tay Diệp Quân. Cô bé biết rõ, đây là cơ hội của cô bé, cơ hội để thay đổi vận mệnh bản thân, cô bé phải bắt lấy cơ hội này. Cô bé phải có sự nghiệp riêng, chứ không thể làm bình hoa được. Diệp Quân nói, nơi này khá phức tạp, ở đây không chỉ có thế lực địa phương, mà còn có nền văn minh ngoại tộc, đặc biệt là dị tộc kia. Nói đến đây, hắn cau mày. Thiếu chút nữa hắn quên mất dị tộc kia. Lúc này, Dương Dĩ An nói, dị tộc đã đầu hàng. Diệp Quân nhìn Dương Dĩ An, kinh ngạc hỏi, đầu hàng. Dương Dĩ An gật đầu, sau khi cô ra tay, bọn họ đã đầu hàng ngay lập tức. Diệp Quân, Dương Dĩ An nói tiếp, tuy rằng bọn họ đã đầu hàng, nhưng chỉ giả vờ nghe lời, trên thực tế chúng ta chưa khống chế được bọn họ, nhưng cũng không gấp, chờ ta xử lý xong chuyện bên này, đến lúc đó sẽ dẫn Đa Nguyên tiền bối đến gặp bọn họ không dám không vâng lời. Diệp Quân gật đầu. Được Dương Dĩ An nhìn Diệp Quân, sau khi huynh đi, huynh còn quay về không? Diệp Quân cười nói, đương nhiên là có. Dương Dĩ An gật đầu, vậy ta chờ huynh. Ta sẽ quản lý nơi này thật tốt, để một ngày nào đó huynh cần, thì sẽ có dùng ngay. Diệp Quân cười, kéo Dương Dĩ An đi về phía xa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cho đến khi Diệp Quân rời đi, đã là 2 giờ sau. Dương Dĩ An ngồi trên thềm đá, vẻ mặt buồn bã. Một lúc lâu sau, ánh mắt cô bé chợt trở nên kiên định, sau đó cô bé đứng dậy đi về phía đại điện. Bên kia. Diệp Quân chậm rãi đi trên đường, bên cạnh hắn là Đa Nguyên Đạo Đế. Diệp Quân nhìn xung quanh Vương Thành, lúc này Vương Thành đã khôi phục lại vẻ náo nhiệt như trước, hơn nữa, nhờ có sự giúp đỡ của Đa Nguyên Đạo Đế và Thư viện Quan Huyên, vì vậy, linh khí đang dần dần được khôi phục. Diệp Quân đột nhiên nói, Đa Nguyên, ta nhớ trước kia ông có thể tiến vào thời không tuế nguyệt, cưỡng ép quay ngược thời gian giết phía bên kia, phải không? Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, ừ. Diệp Quân quay đầu nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, có thể nói rõ hơn được không? Bởi ta cảm thấy, nếu không có hạn chế, chỉ cần một chiêu này, xem như đã bất khả chiến bại. Đa Nguyên Đạo Đế trầm giọng nói, tiến vào thời gian khác, thay đổi quá khứ, nếu ở trong vũ trụ, quả thật tương đương với vô địch. Nhưng cũng có hạn chế. Diệp Quân tò mò hỏi, hạn chế gì? Đa Nguyên Đạo Đế nói, pháp tắc đại đạo. Diệp Quân nói, ông nói rõ hơn đi. Đa Nguyên Đạo Đế nói, ví dụ như trong vũ trụ này, đại đạo của ta vượt qua pháp tắc đại đạo, như vậy, ta có thể cưỡng ép tiến vào dòng thời gian vũ trụ của người khác, pháp tắc đại đạo không làm gì được ta, nhưng nếu ở một vũ trụ khác có pháp tắc đại đạo cao cấp hơn ta, vậy ta không thể tiến vào dòng thời gian vũ trụ của người đó. Diệp Quân nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, đại đạo. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu. Mỗi người đều có đạo của riêng mình, đạo cũng chia thành các cảnh giới, ai có đạo cao hơn sẽ mạnh hơn, giống như kiếm tu, ta nói tới loại kiếm tu cấp cao, thành tựu kiếm đạo của ngươi cao thì ngươi có thể dùng một kiếm phá vỡ vạn pháp.
Diệp Quân hơi tò mò, đạo này có cảnh giới gì? Đa Nguyên Đạo Đế lắc đầu, ta không biết. Diệp Quân sửng sốt. Đa Nguyên Đạo Đế cười khổ nói, ta chỉ biết đạo có cảnh giới của nó, nhưng cấp độ của ta bây giờ không thể tiếp xúc, chắc cô ngươi rõ hơn. Diệp Quân im lặng. Đa Nguyên Đạo Đế nói tiếp, chắc mấy vị thần hầu trong sáng thế đạo điện sẽ biết, ban đầu ta tiếp xúc cùng một vị trong đó, ta cảm giác đạo của ta bị áp chế, trong trường hợp đó, ta không thể tiến vào dòng thời gian vũ trụ, không thể chém vị đó. Sáng thế đạo điện. Diệp Quân nói cách khác, cưỡng ép vào dòng thời gian vũ trụ của người khác, đạo của mình nhất định phải vượt qua đạo của đối phương. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, có thể nói như vậy, còn có một điểm nữa, nếu vũ trụ bị người khác cấm chế, ví dụ như cô ngươi dùng cấm chế với vũ trụ quan huyên, vậy chỉ cần trong phạm vi của vũ trụ quan huyên, ta không thể tiến vào bất kỳ thời gian nào, nhưng cấm chế quy mô lớn như vậy, người bình thường không thể làm được. Đương nhiên, cô ngươi nhất định làm được. Diệp Quân cười, sau đó nói, ta càng tò mò, nếu ta quay về quá khứ thay đổi quá khứ, tương lai sẽ như thế nào, ví dụ như, bây giờ ta quay về giết cha ta chỉ ví dụ thôi, nếu ta giết cha ta, vậy sau này có ta không? Đa Nguyên Đạo Đế nhìn Diệp Quân, sau đó nói, không, nếu người bị giết trong quá khứ có ảnh hưởng đến thế hệ tương lai thì không chỉ ảnh hưởng đến người kia, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ đời sau, ví dụ như cậu Diệp quay về quá khứ giết cha, đời sau sẽ không có thư viện quan huyên, điều này sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nếu giết một người bình thường thì chỉ ảnh hưởng đến người này mà thôi. Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Đa Nguyên Đạo Đế chợt nói, cậu Diệp có hứng thú với thứ này sao? Diệp Quân gật đầu, ta hơi tò mò. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, tìm hiểu một chút cũng được, nhưng cậu Diệp không cần tu luyện thứ này, nếu kiếm đạo của cậu Diệp có thể tăng lên, khi đó, một kiếm có thể vượt qua vạn kiếm, đó mới thật sự là mạnh. Diệp Quân cười nói, đúng vậy. Vừa nói, hắn vừa xòe tay ra, pháp ấn vô thượng xuất hiện trước mặt Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế hơi nghi ngờ. Diệp Quân nói, ta đã suy nghĩ kỹ, vẫn muốn thực hiện quan huyên pháp ở khu vực thần hư này, để xem hiệu quả trước, nếu không có vấn đề gì lớn, sau khi quay về vũ trụ quan huyên sẽ thúc đẩy toàn diện. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, đây là suy nghĩ chín chắn thận trọng. Diệp Quân cười nói, ông ở lại đây giúp Dĩ An đi. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, được. Diệp Quân nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, Đa Nguyên, ông đã đến vực Cửu Châu chưa? Đa Nguyên Đạo Đế kinh ngạc, người muốn đến vực Cửu Châu sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Đa Nguyên Đạo Đế do dự, sau đó nói, cậu Diệp, với thực lực bây giờ của cậu Diệp, không thích hợp đến đó. Diệp Quân cười, thực lực ta chưa khôi phục là có nguyên nhân. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, đây là một lý do, hai là thế lực nơi đó hơi phức tạp, ở đó có đủ loại lính đánh thuê lớn nhỏ, đều rất tàn ác, những lính đánh thuê đến từ các nền văn minh vũ trụ khác nhau, đều đang tranh giành địa bàn nơi đó, tóm lại, nơi đó rất hỗn loạn, bây giờ cậu Diệp đến đó sẽ rất nguy hiểm. Diệp Quân cười nói, không sao, có tỷ tỷ ta ở đó, tỷ ấy nói ở đó sống rất tốt. Sau khi tới đó ta dựa vào tỷ ấy là được rồi. Đa Nguyên Đạo Đế do dự, sau đó gật đầu, vậy được, ta tiễn cậu Diệp một đoạn đường. Diệp Quân gật đầu, được. Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn vào tinh không sâu thẳm, hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói, tỷ tỷ, đệ đến đây. Diệp Quân đi theo Đa Nguyên Đạo Đế trong một tinh vực yên tĩnh. Hắn đã rời khỏi vực thần hư được nửa tháng rồi. Nửa tháng qua, Đa Nguyên Đạo Đế đã dẫn hắn xuyên qua các tinh vực liên tục, song thế mà vẫn chưa tới nơi. Điều khiến hắn thấy hơi ngạc nhiên là, phải biết rằng Đa Nguyên Đạo Đế chỉ cần dùng một chút sức mạnh thôi là đã có thể xuyên qua hàng chục nghìn tinh vực rồi. Tuy hắn biết vũ trụ này rất lớn, nhưng lần này vẫn phải thấy khá kinh ngạc. Trên suốt đường đi, hắn và Đa Nguyên Đạo Đế cũng đã gặp khá nhiều nền văn minh khác, nhưng đều không quá cao. Lại 5 ngày nữa trôi qua. Hôm nay, Đa Nguyên Đạo Đế và Diệp Quân đã đến một tinh vực yên tĩnh và thần bí, nơi đây được chiếu sáng bởi vô vàn các vì sao nên đẹp như tranh vẽ, chỉ có điều là hơi yên ắng, không hề có một tiếng động nào, sự yên ả này khiến con người ta thấy hơi khiếp sợ. Thấy Đa Nguyên Đạo Đế dừng bước, Diệp Quân hỏi, đến rồi à? Đa Nguyên Đạo Đế khẽ gật đầu,
sau đó chỉ về phía cuối bầu trời sao ở phía xa rồi nói, cậu Diệp nhìn đi. Diệp Quân ngẩng lên nhìn thì thấy phía xa tít tắp có một tấm bia đá. Tấm bia này không quá to, chỉ cao khoảng vài chục trượng, so ra chỉ như một hạt bụi nhỏ trong tinh vực này. Đa Nguyên Đạo Đế nói, cậu Diệp, đây là lối vào Cửu Châu của vực Cửu Châu, ta chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi. Diệp Quân nghi hoặc hỏi, tại sao? Hắn vẫn muốn nhờ Đa Nguyên Đạo Đế đưa mình đến chỗ tỷ tỷ. Đa Nguyên Đạo Đế đáp, cường giả bên ngoài mà vào trong thì sẽ bị cấm chế ở lối vào trấn áp, sau đó sẽ có người bảo vệ của Cửu Châu xuất hiện. Đến lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Diệp Quân, ta đến đó cũng bị thế à? Đa Nguyên Đạo Đế lắc đầu, không, tu vi của cậu đã được cô của cậu phong ấn rồi, họ sẽ không phát hiện ra đâu. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, ông biết ở đó dùng tiền gì không? Đa Nguyên Đạo Đế, tiên nguyên tinh, nhưng linh tinh của nền văn minh vũ trụ bên ngoài cũng dùng được. Tuy nhiên phải vào đổi, còn cách đổi ra sao thì phải xem độ tinh thuần của linh tinh mà cậu có. Nói rồi, ông ta xòe tay ra, một chiếc nhẫn đã bay tới trước mặt Diệp Quân, cậu Diệp, trong chiếc nhẫn này có một ít tiên nguyên mà năm xưa ta từng dùng. Không nhiều đâu, chỉ có hơn 10.000 thôi, cậu giữ lấy mà dùng. Diệp Quân gật đầu rồi nhận lấy chiếc nhẫn, sau đó nói, ông về đi. Đa Nguyên Đạo Đế định nói gì đó nhưng lại thôi. Diệp Quân nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, ông ta do dự một lát rồi nói, cậu Diệp bảo trọng. Diệp Quân nhìn ông ta rồi đáp, ừm. Đa Nguyên Đạo Đế hành lễ rồi xòe tay ra, một luồng tinh thể cuốn lấy Diệp Quân, vì dẫu sao bây giờ hắn cũng không bay được. Sau đó, Đa Nguyên Đạo Đế lại búng tay một cái. Một luồng ánh sáng trắng chui vào ấn đường của Diệp Quân. Chẳng mấy chốc, đã có một ngôn ngữ cổ xưa tiến vào trong thức hải của hắn. Đa Nguyên Đạo Đế, cậu Diệp, đây là ngôn ngữ dùng ở vực Cửu Châu. Diệp Quân gật đầu, ừm. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn hắn thêm lần nữa rồi nói, cậu Diệp hãy bảo trọng. Dứt lời, ông ta quay đi rồi biến mất. Đa Nguyên Đạo Đế đi rồi, Tiểu Tháp nói, chắc ngươi định nhờ ta giúp hả? Diệp Quân gật đầu, chắc ông ta biết thực lực hiện giờ của ta không đủ, vì thế mới không nói ra. Tiểu Tháp, ngươi đến thẳng chỗ tỷ tỷ à? Diệp Quân, không thì đi đâu. Có trời mới biết vực Cửu Châu là nơi quái quỷ nào, tốt nhất đi tìm tỷ tỷ là an toàn hơn cả. Tu Vi. Diệp Quân lập tức thấy đau đầu. Sau khi Tu Vi bị phong ấn, hắn thật sự thấy rất bất tiện. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Chỉ mong cô nhóc Táng Cương thật sự đến từ vực Cửu Châu này. Diệp Quân không nghĩ nhiều nữa mà lên đường ngay. Không lâu sau, hắn đã đi tới gần tấm bia đá kia. Nhìn từ xa thì trông nó rất nhỏ, nhưng khi tới gần thì lại to bất ngờ. Tấm bia này rất cổ, không biết đã tồn tại bao lâu mà đã in hẳn rất nhiều dấu vết của thời gian. Vực Cửu Châu. Diệp Quân lập tức đi qua tấm bia đá, nhưng vừa bước qua thì hắn đã thấy thời không trước mặt mình rung chuyển. Ngay sau đó, hắn đã biến mất tại chỗ. Không rõ bao lâu sau, khi Diệp Quân mở mắt ra thì hắn đã xuất hiện ở một trấn nhỏ. Cách hắn không xa có một cánh cổng đá cao trục trượng và hơi cũ nát. Có mấy đứa trẻ con đang chơi đùa trước cổng, mà bên công cổng đang có rất nhiều khói bốc ra, sau đó bay lên trời. Diệp Quân thấy hơi nghi hoặc. Đây là nơi nào? Diệp Quân đi về phía trấn nhỏ đó, sau khi đi tới cánh cổng đá. Hắn ngẩng lên nhìn thì thấy có ghi ba chữ Trấn Cửu Châu. Trấn Cửu Châu. Vực Cửu Châu. Diệp Quân thở phào một hơi, may mà không đến nhầm chỗ. Hắn đi vào bên trong thì thấy đường đi ở đây vừa nhỏ vừa vòng vèo, mặt đường cũng mấp mô, chẳng dễ đi chút nào. Hắn men theo con đường đá với các cửa hàng ở hai bên, các cửa hàng này đều có vẻ đã tồn tại rất rất lâu rồi. Trấn này rất rộng. Người qua kẻ lại như mắc cửi. Diệp Quân đi trên đường mà cũng không ai chú ý tới, còn hắn thì lại tò mò nhìn ngó khắp nơi. Diệp Quân phát hiện, mọi người ở đây đều có tu vi không quá cao nhưng cũng không quá kém thiên giới, điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 122.